Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3346, trận tâm của ta có chút nhiều, một. Thử một chút, Trương Hoàng Thiên phát hiện bình chướng trước mắt cứng rắn như sắt, biết thực lực vị Nhan Thanh này quả thực vượt xa bản thân, nên hừ một tiếng. Nhan Thanh cổ thánh đã mở miệng, tạm thời không tính toán với ngươi. Nói xong cổ tay rung lên, trường kiếm treo ở bên hông, lần nữa trở lại trên không danh sư đường, khí định thần nhàn, dường như không vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Động như thỏ khôn, tính như xử nữ, vị Hoàng Thiên Tiên Tổ này, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thâm ý. Dường như cũng biết thực lực của mình không phải đối thủ của Trương Hoàng Thiên, càng không phải đối thủ của Nhan Thanh cổ thánh, Bạch Tôn giả vung đuôi một cái, mặt mũi lộ vẻ tức giận trở lại trong đám thánh thú, không dám nói nhiều. Chủ điện Khổng Miếu xuất hiện, còn không có đi vào, chúng ta liền liều một mất một còn, được không bù mất. Thấy bọn họ dừng tay, Nhan Thanh cổ thánh thu tay về, mỉm cười, lần nữa nhìn lại đám người. Trở lại chuyện chính, mọi người đã rõ ràng như thế nào mở ra chủ điện, như vậy danh ngạch tiến vào, phân chia như thế nào, nhất định phải trước thời hạn làm ra. Nhan Thanh cổ thánh nói như vậy, khẳng định trong lòng có so đo, có ý nghĩ gì, nói thẳng ra là được, nếu như phù hợp. Mọi người tự nhiên sẽ đồng ý. Thấy hắn lần nữa nói sự tình phân phối, Trương Hoàng Thiên nhíu mày nói. Không sai, ta quả thực có chút ý nghĩ. Nhan Thanh cổ thánh cười cười. Thông qua 6 phân điện, chúng ta hẳn đều biết, coi như chủ điện mở ra, cũng có Khổng sư lưu lại cấm chế, không có truyền thế thiên phù, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Mọi người đồng thời gật đầu. 6 phân điện Khổng Miếu, tất cả đều ra tay thăm dò qua. Không có truyền thế thiên phù, hoặc thể chất đặc thù đối ứng, thì không có khả năng tiến vào bên trong, đặc biệt là bọn họ, một khi ra tay, gặp phản phệ càng thêm lợi hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù cổ thánh rất mạnh, nhưng so sánh với Khổng sư lưu lại di tích, còn kém không biết bao xa, căn bản không ở cùng một cấp độ. Vì lẽ đó, đối phương nói không sai, coi như chủ điện mở ra, không có thiên phù, thì không có khả năng tiến vào. 6 đại phân điện, đối ứng 6 đại tử phù, chủ điện đối ứng mẫu phù. Một tử phù phân điện, có thể mang 10 danh ngạch tiến vào bên trong, mà chủ điện, mẫu phù có thể dẫn dắt 15 người đi vào. Nhan Thanh cổ thánh nói. Việc này sau khi đi vào Khổng Miếu, đã hoàn toàn biết, không tính là bí mật gì. Bây giờ mẫu phù ở nơi nào cũng không biết, nếu như không ở trong tay chúng ta, chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tiến vào được. Bạch Tôn giả hừ lạnh. Lúc này tử phù ở trong tay ai, cơ bản đều biết, nhưng mẫu phù đến bây giờ còn chưa xuất hiện qua. Còn Trương Huyền có thể đi vào mấy cung điện, những người khác vẫn luôn cho rằng, hắn nắm giữ học sinh thể chất đặc thù, là mượn huyết dịch mới thành công. Hơn nữa người người đều cho rằng mẫu phù chỉ có thể tiến vào chủ điện, cũng không rõ ràng ngay cả phân điện cũng có thể đi vào. Ta dám nói như vậy, đương nhiên là bởi vì biết mẫu phù ở đâu. Nhan Thanh cổ thánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lông mày nâng lên, trên người mang theo ngạo khí. Thực không dám giấu giếm, truyền thế mẫu phù ngay ở trong tay của ta. Nói xong ngón tay điểm một cái, một tấm bùa chú xuất hiện ở trên không trung, nhẹ nhàng lay động, tản mát ra khí tức cùng uy áp nồng đậm. Đây là truyền thế mẫu phù. Khí tức thật mạnh, so với tử phù mạnh mẽ quá nhiều. Nắm giữ cái này, liền có thể đi vào chủ điện. Quảng trường xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía phù lục trên không, tràn đầy hừng hực. Nắm giữ phù lục này, chẳng khác nào nắm giữ chìa khóa đi vào chủ điện Khổng Miếu, khoảng cách Xuân Thu Đại Điển chỉ kém một bước. Đây là... Mọi người khiếp sợ, chỉ có Trương Huyền nhíu mày, dở khóc dở cười. Trong tay Nhan Thanh cổ thánh cầm truyền thế mẫu phù, chính là lúc trước Nhan Tiết ở Bạch Khê Sơn cướp đi. Nói cách khác, là giả a. Chương 3347, trận tâm của ta có chút nhiều hai. Mạnh như cổ thánh, thế mà cũng không nhìn ra là giả. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Cái tên này so với Trương Hoàng Thiên Tiên Tổ còn cường đại hơn, phù lục thật giả cũng nhận không ra, gây ra trò cười lớn như vậy. Truyền thế mẫu phù, là Khổng sư luyện chế, lúc trước 72 thánh cũng chưa chắc gặp qua, ta lần đầu tiên kém chút nhìn lầm, hắn lại như thế nào có thể phân biệt ra được thật giả. Nhìn ra hắn lo nghĩ, Lạc Nhược Hy truyền âm tới. Hiện nay biết thứ này là giả, chỉ có bản thân, Lạc Nhược Hy cùng một thần. Đám người Nhan Tiết cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng cướp được thật. Lúc trước thấy thứ này bị cướp đi, Lạc Nhược Hy cũng không nhận ra, tràn đầy lo lắng,
chỉ có Trương Huyền suy đoán ra tượng đá đồng tử có vấn đề, mới phát giác nó là mẫu phù chân chính. Cũng phải. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Lần này thú vị, không biết là giả, còn ở nơi này nói điều kiện phân phối, ta ngược lại muốn xem, có thể phân phối ra cái gì. Nếu như thật, đối phương phân phối ngược lại cũng thôi, hiện tại cầm giả, ở đây đắc ý, thật muốn nhìn một chút, một lát nữa kết cuộc như thế nào. Hơn nữa, để hắn tò mò là, tên này rõ ràng lấy được truyền thế mẫu phù, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch cho những người khác. Không phải tự tìm phiền toái ư. Truyền thế mẫu phù, là chìa khóa đi vào chủ điện, chư tử bách ra chúng ta lấy trước đi 1/3 danh ngạch, tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt a. Thu hồi phù lục, Nhan Thanh cổ thánh nhìn về phía mọi người. Ta không có ý kiến. Dục lão quỷ gật đầu. Chúng ta cũng không có ý kiến. Những người khác chần chờ một chút, sau đó biểu thị đồng ý. Không có mẫu phù, coi như mở ra đại điện, cũng chỉ có thể nhìn, đối phương chỉ lấy 1/3 danh ngạch. Cũng chính là 5 cái, xem như cực kỳ công bằng. Thấy mọi người đồng ý, Nhan Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Ta lấy đi 5 cái, còn thừa lại 10 cái, thế lực 4 phía vì phòng ngừa mâu thuẫn, một thế lực đạt được 1 cái, xem như công bằng a. Ta không có ý kiến. Bạch Tôn giả nói. Nó không có cái gì, đạt được 1 danh ngạch là 1 danh ngạch. Danh sư đường vô số cường giả liếc mắt nhìn nhau, chần chờ phút chốc, cuối cùng cũng gật đầu. Trước lấy 1 cái lại nói. Các ngươi lấy đi 5 cái, hiện tại một thế lực phân 1 cái, còn thừa lại 6 danh ngạch, phân chia như thế nào? Dục lão quỷ nói. Rất đơn giản. Dường như biết hắn sẽ hỏi thăm như vậy, Nhan Thanh cổ thánh cười cười. Muốn đi vào chủ điện, đầu tiên phải mở ra, mà muốn mở ra, nhất định phải sử dụng trận tâm của 6 đại thế giới. 6 cái trận tâm, mỗi 1 cái đều đối ứng 1 danh ngạch. Trận tâm ở trên tay người nào? Người đó liền đạt được 1 cái, phân phối như vậy, chắc hẳn không có người nói cái gì a. Cái này, quả thực rất công bằng. Muốn đi vào, nhất định phải mở ra, mà mở ra công lao cũng không nhỏ, người nắm giữ trận tâm quả thực có tư cách cầm tới danh ngạch. Rất nhiều cổ thánh lần nữa gật đầu. Thảo luận việc này, đại thánh đã không có quyền phát biểu gì. Một cái trận tâm, cầm 1 danh ngạch. Trương Huyền sững sờ, gãi đầu 1 cái. Dường như... trận tâm của ta có chút nhiều a. Chương 3348, trận tâm 1. Trước đó một mực kỳ lạ, vị Nhan Thanh cổ thánh này rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại có truyền thế mẫu phù, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch ra, cho thế lực khác cơ hội đạt được Xuân Thu Đại Điển. Nghe xong giờ mới hiểu được. Mặc dù có mẫu phù, không nghĩ biện pháp mở ra chủ điện, đồng dạng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà mấu chốt mở ra chủ điện, chính là trận tâm của 6 đại thế giới. Thứ này, hình như, hắn một người liền nắm 4 cái. Xem ra tiểu phù phù cũng không phải vô dụng. Đồng thời Trương Huyền giật mình. Trước đó, nghe đám người cha mẹ nói, bởi vì mang theo truyền thế thiên phù, bị trực tiếp truyền tống đến lân cận phân điện, liền rất kỳ quái, tiểu phù phù trong tay, có phải không có tác dụng hay không, làm sao trước tiến vào rừng rậm, giờ phút này mới hiểu được. Trình tự không có bất kỳ sai lầm gì. Trước tiến vào những thế giới này. Mới có thể tìm được trận tâm, đến lúc đó, chủ điện xuất hiện, mới có thể nghĩ biện pháp kích hoạt, tiến vào trong đó. Nếu không, coi như cầm trong tay mẫu phù, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như trình tự mở khóa, thiếu hụt bất kỳ một bước nào cũng không được. 6 đại thế giới, thực lực cổ thánh quá mạnh, cũng không cách nào đi vào, thế giới có thể quán thông, nói rõ trận tâm đều bị lấy đi, nhất định ở trong tay chư vị, chỉ cần lấy ra. Liền có thể vì thế lực của mình, đổi lấy 1 danh ngạch. Giải thích xong, Nhan Thanh cổ thánh cúi đầu nhìn lại. Bị giới hạn thực lực, bọn họ không đi vào các thế giới, cũng không biết trận tâm bị ai lấy đi. Bất quá, thế giới quán thông, chủ điện xuất hiện. Nói rõ trận tâm đã thoát khỏi thế giới vốn có, khẳng định ngay ở trong tay mọi người ở đây. Nguyên nhân chính là không cách nào xác nhận, mới triệu tập người lại, công khai phân phối danh ngạch. Nếu không... khẳng định đã sớm thầm kín giao dịch. Ta tới trước đi. Thấy không người có động tĩnh, Nhan Thanh cổ thánh cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, một quyển sách xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra. Ô ô ô, thư tịch lập tức bay về phía chủ điện trước mắt, vừa vặn khảm nạm ở trong một lỗ khảm, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy hai bên cửa, đều có 3 lỗ khảm, hai bên cộng lại, đối ứng trận tâm của 6 đại thế giới.
Đây là trận tâm của Khuê Văn Các đối ứng Hải Thư Thế Giới, bị chư tử Bách Gia chúng ta đạt được, vì lẽ đó, chư tử Bách Gia, lần nữa được một danh ngạch. Nhan Thanh Cổ Thánh nói, nắm giữ mẫu phủ đạt được 5 cái, chia đều một cái, hiện tại lại lấy được một cái, 15 danh ngạch, đã cầm tiếp cận một nửa, nói cách khác, bất luận đằng sau phân chia như thế nào, bọn họ đều là người thắng lớn nhất, không cần tiếp tục lo lắng. Đạt được trận tâm, xin lấy ra đi, yên tâm, có cổ thánh của 4 đại thế lực ở đây, không có người sẽ đoạt danh ngạch cùng tài sản thuộc về ngươi, nếu như cảm thấy tu vi không đủ, không muốn danh ngạch, có thể hối đoái vật tư, chỉ cần có thể làm được, chư tử Bách Gia ta việc nghĩa chẳng từ. Trận tâm của mình khảm nạm vào đại môn, Nhan Thanh Cổ Thánh tiếp tục nói. Cái này, trận tâm ở trong tay ai? Sớm biết liền nghĩ biện pháp tìm trận tâm, như vậy chỉ ít có thể vì mình tranh thủ một danh ngạch. Ai có thể nghĩ tới những thứ này? Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn biết trận tâm ở nơi nào, bị ai lấy đi. Thế nào, còn lo lắng? Chúng ta nhiều cổ thánh như vậy, có thể lấy tính mạng đảm bảo, trận tâm của ngươi, chỉ dùng để mở khổng miếu, một khi thành công, vật quy nguyên chủ, chắc chắn sẽ không tham ô. Thấy vẫn không có người động, Nhan Thanh Cổ Thánh tiếp tục nói. Nếu nắm giữ trận tâm khác, sớm đã kích hoạt chủ điện lên, căn bản sẽ không tiêu phí thời gian lâu như vậy. Ta biết trận tâm của thế giới rừng rậm cùng sa mạc ở trên tay người nào. Đột nhiên, trong dị linh tộc, một thanh âm âm trầm vang lên. Chính là Dục Lão Quỷ. Chương 3349, trận tâm 2. Ở đâu? Nhan Thanh Cổ Thánh vội vàng nhìn tới. Tìm không thấy trận tâm, liền vĩnh viễn không cách nào mở ra chủ điện, cục diện trước mắt một mực khó giải. Ở trong tay người Trương gia thuần phục hậu bối của Bạch Tôn giả. Dục Lão Quỷ hừ lạnh một tiếng. Hắn, Nhan Thanh cùng rất nhiều cổ thánh đồng thời tập trung đến trên người Trương Huyền. Cái này, bị tất cả mọi người chú ý, Trương Huyền xấu hổ. Vị tiểu hữu này, trận tâm của thế giới rừng rậm cùng thế giới sa mạc, thật đều ở trong tay ngươi. Nhan Thanh Cổ Thánh nói. Hẳn là vậy, chỉ bất quá, hai thứ này đều là vật sống, làm sao có thể khảm nạm lên cửa chính. Trương Huyền vò đầu. Thế giới rừng rậm, là năm đại vương giả, thế giới sa mạc, là rễ cây. Hai loại đều là sống, làm sao khảm a? Là vật sống không sao, chỉ cần lấy ra, tới gần chủ điện, tự nhiên sẽ tiến vào bên trong. Nhan Thanh Cổ Thánh nói. Được rồi. Trương Huyền dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, năm vương giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng về phía trước đẩy một cái. Hô! Năm đại vương giả quả nhiên giống như nhận lấy cái gì thu hút, thân hình không ngừng thu nhỏ, còn chưa tới trước chủ điện, liền biến thành một vòng tròn âm dương tương dung, răng rắc một cái, khảm nạm ở trong lỗ khảm, đồng dạng tản mát ra ánh sáng. Cái này! Không nghĩ tới, năm đại thánh thú vậy mà biến thành âm dương ngư, Trương Huyền nhìn không được sững sờ. Ngươi nắm giữ trận tâm của thế giới rừng rậm, vì bên danh sư đường kiếm một danh ngạch, trận tâm thế giới sa mạc, nếu như cũng ở trong tay ngươi, vậy nhanh lấy ra đi. Thấy quả nhiên là trận tâm, Nhan Thanh Cổ Thánh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một cái rễ cây, lần nữa run lên. Giống như rất nhiều thánh thú, cũng khảm vào trong lỗ khảm, liên tục ba cái trận tâm bị để vào, bốn phía quang mang đại thịnh. Chủ điện khổng miếu trước mắt, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra. Quá tốt rồi. Nắm đấm siết chặt, Nhan Thanh Cổ Thánh tràn đầy kích động lần nữa nhìn quanh. Còn lại còn có thế giới khí độc, thế giới thạch lâm cùng thế giới băng tuyết, còn xin bằng hữu đạt được cầm tới, mở ra chủ điện. Thanh âm vang vọng bốn phía, sau một lúc lâu, vẫn không người có động tĩnh, hình như trận tâm của ba thế giới này hư không tiêu thất vậy. Chẳng lẽ người đạt được ba trận tâm này, không đi tới nơi đây? Lại hoặc là, ba trận tâm không có bị người đạt được. Điều đó không có khả năng, không chiếm được trận tâm, sáu đại thế giới không có khả năng liên thông. Thấy không có người đi ra, tất cả cổ thánh lần nữa nhíu mày. Bằng hữu đạt được trận tâm, không cần lo lắng, Nhan Thanh ta lấy danh dự của chư tử Bách Gia bảo đảm, chắc chắn sẽ không có người ra tay với các ngươi, nếu không, chính là đối nghịch chư tử Bách Gia, ta là cái thứ nhất sẽ không tha thứ. Thấy vẫn không có người đi ra. Nhan Thanh Cổ Thánh cho rằng người đạt được trận tâm sợ gặp phải trả thù, liền nói. Hồ đôi câu vẫn không có người, đang cảm giác kỳ lạ, chỉ thấy Trương Huyền đi tới trước chủ điện, đột nhiên rụt rè giơ tay lên. Hình như trận tâm thế giới khí độc,
thế giới băng tuyết, cũng đều ở chỗ ta. Đều ở chỗ ngươi, ngươi một người đạt được bốn trận tâm. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chương 3350, vào chủ điện 1. Ở đây không ít người, đều từng tiến vào sáu đại thế giới, không có phương hướng, thần thức cũng lan ra không xa, tìm không thấy chỗ xác thực, có thể được một trận tâm, liền xem như may mắn, vị trước mắt này, vậy mà đạt được bốn cái. Có cần khoa trương như vậy hay không? Trên không, Trương Hoàng Thiên cùng Dương Sư cũng đồng thời há to miệng, kém chút rơi xuống. Loại tình huống này, là bọn họ đều không nghĩ tới. Đều ở trong tay ngươi. Da mặt Nhan Thanh cổ thánh run lên. Cường giả chưa tử bách ra bọn họ, hao tốn vô số tâm huyết mới được một cái, tên này ngược lại tốt, một người lấy được bốn cái. Còn để cho người ta sống hay không? Bất quá như vậy cũng tốt, có thể nhanh mở ra chủ điện. Trương Huyền gật đầu, lại không có giấu giếm, cổ tay rung lên, hàn băng tinh thạch cùng cá chép bay ra, nhẹ nhàng vụt qua, rơi vào trên vách tường đại môn, trong nháy mắt ánh sáng càng hơn. Người một người vì danh sư đường, kiếm lấy bốn danh ngạch. Thấy hắn quả nhiên có bốn trận tâm, Nhan Thanh cổ thánh cười khổ một tiếng, lần nữa nhìn quanh. Còn thừa lại trận tâm của thế giới Thạch Lâm, không biết ở trong tay ai. Đồng dạng không có người động đậy. Thế giới này, đầu đầu cũng có đá, ghi lại công pháp và võ kỹ, hẳn không có trận tâm a. Đúng vậy, thế giới này, ta ở bên trong đợi mấy canh giờ, căn bản không có cái gọi là trận tâm. Trận tâm đến cùng là cái gì, mong báo cho. Một hồi xôn xao, mọi người nhìn về phía Nhan Thanh cổ thánh ở trên không. Trương Huyền cũng nghi ngờ. Mọi người nói đúng là hắn kỳ quái. Thế giới Thạch Lâm, hắn đi vào qua, chỉ cần tìm được trình tự công pháp liền có thể đi vào phân điện, dựa theo tình huống bình thường, là không có trận tâm, lại làm sao lấy ra, khảm nạm đến lỗ khảm. Thế giới Thạch Lâm quả thực không có trận tâm, bất quá. Công pháp có thể đi vào thánh tích điện, hơn nữa lấy thánh tích thạch đi, chính là trận tâm. Tựa hồ đối với thánh tích điện biết cực kỳ kỹ càng, Nhan Thanh cổ thánh nói. Công pháp chính là trận tâm. Trương Huyền ngẩn ngơ. Trước đó còn nghĩ, hắn đạt được trận tâm của bốn đại thế giới, có chút xấu hổ, hiện tại mới phát hiện. Không phải bốn cái, là năm cái. Thật sự là ngượng ngùng a hát. Không sai, chỉ cần tu luyện công pháp, khắc ở trong lỗ khảm cuối cùng, chủ điện liền có thể thuận lợi mở ra. Bằng hữu đi vào thế giới Thạch Lâm, trận tâm đến cùng ở trong tay ai, còn xin đi ra. Nhan Thanh cổ thánh gật đầu, đang muốn nói tiếp. Trương Huyền cách đó không xa lần nữa giơ tay lên. Làm sao vậy? Trong lòng toát ra một linh cảm không lành. Khụ khụ, cái trận tâm này cũng ở chỗ ta. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, tràn đầy ngượng ngùng. Nhan Thanh cổ thánh. Trương Hoàng Thiên. Những người khác. Ngươi ngượng ngùng cái lông a. Ngượng ngùng là chúng ta có được hay không? Bốn đại thế lực, mấy ngàn người, chỉ lấy được một trận tâm, một mình ngươi, đạt được năm cái. Tất cả mọi người cảm thấy trong nháy mắt muốn chết. Xấu hổ xong, Trương Huyền lần nữa đi tới trước cửa chủ điện, ngón tay điểm một cái, một bộ pháp quyết bị khắc vào lỗ khảm. Ông! Quang mang lóe lên, toàn bộ chủ điện không ngừng lay động, ngay sau đó đám người liền thấy đại môn kẹt kẹt, chậm chạp mở ra. Ngay sau đó, một khí tức tuyên cổ bừng lên, để lộ ra vài vạn năm tang thương. Hiện tại danh ngạch đã xác định, chư vị, mau chóng lựa chọn tu luyện giả, đi vào chủ điện. Thấy chủ điện rốt cục mở ra, Nhan Thanh đè xuống buồn bực trong lòng, lần nữa nói. Chương 3351, vào chủ điện 2. Danh ngạch đã phân phối ra, chư tử bách ra 7 cái, danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc 6 cái, dị linh tộc 1 cái, thánh thú tộc 1 cái. Đây là quy củ trước đó liền quyết định, coi như dị linh cùng thánh thú không phục, cũng không có biện pháp gì. Lại nói, có thể đạt được xuân thu đại điển hay không, nhìn chính là cơ duyên. Cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Rất nhanh, chư tử bách gia cùng dị linh tộc, thánh thú liền phái nhân tuyển tiến vào đi ra. Bất luận đi vào phân điện hay chủ điện, tuổi tác không thể vượt qua 50, hơn nữa tu vi không thể đạt tới cổ thánh. Làm được điểm này, đương nhiên là thực lực càng cao, cơ hội càng nhiều, vì lẽ đó, tuyển chọn cũng không có khó khăn quá lớn. Bên chúng ta làm sao tuyển? Một vị cổ thánh của danh sư đường nhìn lại. Tất cả danh ngạch. Hầu như đều là Trương Huyền một người đạt được, phân chia như thế nào, tự nhiên phải nghe theo ý kiến của hắn. Ta, Nhược Hy, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào.
Thất Thất cũng muốn đi vào, vậy thì 6 cái. Trương Huyền tính toán một chút. Cổ Thánh lung lay. Làm sao cũng cho danh sư đường ta 2 cái chứ. Tuy công lao đều là của ngươi, nhưng cũng không thể lấy hết danh ngạch a. Yên tâm, cho các ngươi 2 danh ngạch, đúng, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lộ Sung cũng tới. Bọn họ người ở nơi nào, lưu lại cho bọn họ 3 cái. Trương Huyền tiếp tục nói. Thịnh hội như vậy, đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lộ Sung khẳng định cũng tới, chỉ bất quá người ở đây quá nhiều, 3 người hẳn cũng có cơ duyên nào đó, một mực không gặp được mà thôi. Thấy hắn tính toán như vậy, Dương Sư nhịn không được. Chúng ta chỉ có 6 cái danh ngạch. Một hơi điểm ra hơn 10, căn bản phân phối không đến AH. 6 cái, chờ một lát cũng không phải là 6 cái rồi. Trương Huyền mỉm cười, bàn giao đám người Triệu Nhã. Các ngươi đi tìm đám người Trịnh Dương, xem ở nơi nào, mau chóng tìm về. Vâng, đám người Triệu Nhã vội vàng đưa tin. Hiện tại rất nhiều thế giới đã có thể đưa tin, chỉ cần không phải ở trong di tích đặc thù nào đó, tìm ra hẳn cực kỳ đơn giản. Nhân viên xác định, hiện tại liền tiến vào chủ điện. Nhan Thanh Cổ Thánh hét lớn một tiếng, bàn tay điểm một cái, truyền thế mẫu phù xuất hiện lần nữa, chư tử bách gia chọn lựa ra cao thủ trẻ tuổi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhan Tiết bất ngờ cũng ở trong đó. Đi qua đi. Sĩ linh tộc cùng thánh thú riêng phần mình chỉ có một danh ngạch, tuy buồn bực, nhưng vẫn bay tới. Chư vị, nhanh một chút đi. Thấy đám người Trương Huyền còn dây dưa, không có chọn lựa người thích hợp, Nhan Tiết sầm mặt lại nói. Không vội, các ngươi vào trước, chúng ta sau đó liền vào. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào trước, hừ, chúng ta đi vào, các ngươi liền không còn cơ hội. Thấy tên này nói như vậy, Nhan Tiết sửng sốt một chút, lông mày nhíu một cái. Có phải đầu óc có vấn hay không đề? Truyền thế mẫu phù, một lần chỉ có thể mang 15 người đi vào, số lượng là hạn ngạch, chờ sau khi bọn họ tiến vào, còn làm sao đi vào? Các ngươi đi qua trước, ta bảo đảm ở trước khi các ngươi đi vào chủ điện, liền chọn xong người, tới cùng một chỗ. Trương Huyền nói. Vậy tốt. Thấy tên này còn dây dưa, Nhan Tiết chẳng muốn nói nhảm. Mang theo đám người thẳng tắp bay về phía chủ điện. Phần phật, đi tới trước mặt phong ấn chủ điện. Truyền thế mẫu phù tản ra quang mang ôn nhuận chiếu rọi toàn thân, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Không đợi, vào. Thấy đối phương còn không phái người tới, Nhan Tiết nhịn không được nữa, đi đầu lao vào trong. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một cỗ lực lượng mênh mông bỗng nhiên càn quét, đám người còn không có đi vào, liền kích hoạt lên phong ấn công kích, chỉ thoáng cái. Bị chấn bay ngược ra, từng cái ngã xuống đất, máu tươi phun mạnh. Chương 3352, mẫu phù cũng ở chỗ ta, một. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sửng sốt, Nhan Thanh Cổ Thánh cũng nhíu mày, vội vàng đi tới trước mặt. Đây đều là thiên tài đứng đầu nhất của chư tử bách gia, làm sao còn không có đi vào, liền bị kích thương. Hơn nữa giống như xông vào cung điện gặp phải phản phệ vậy. Chủ điện mở ra, tay cầm truyền thế mẫu phù. Tất cả điều kiện đều thỏa mãn AH. Trong lòng nghi ngờ, cong ngón tay búng một cái, mấy viên đan dược bay đi. Đám người chư tử bách gia dùng qua, lúc này mới cảm thấy khôi phục một chút. Phong ấn bên ngoài khổng miếu, có thể chặn lại cổ thánh, đủ thấy mạnh mẽ, nếu không phải khổng sư không nguyện ý sát sinh, chỉ sợ hiện tại đã không còn mạng. Cổ thánh cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu như không có loại lực uy hiếp này, đám người đã sớm liên thủ loại bỏ phong ấn. Căn bản không cần đứng ở chỗ này nói nhảm như vậy. Danh sư đường, chư tử bách gia chú ý quy củ, nhưng dị linh tộc, thánh thú không có tuân thủ ước định như vậy. Tại sao lại gặp phải công kích? Thấy mấy người khôi phục, nhìn về phía Nhan Tiết, Nhan Thanh Cổ Thánh cau mày. Thân là người trong cuộc, nhất định biết xảy ra chuyện gì. Bẩm báo lão tổ, dường như, truyền thế mẫu phù này không cách nào ngăn cản phong ấn. Nhan Tiết chần chờ một chút nói. Trước đó, hắn từng tiến vào hạnh đàn, huyết mạch viên đào có thể ung dung đi vào, mà không đến mức gặp phải công kích, mang đến cho hắn cảm giác, giống như truyền thế mẫu phù không có một chút tác dụng nào. Không cách nào ngăn cản. Nhan Thanh Cổ Thánh nhướng mày, lăng không chào một cái, mẫu phù ở trên đầu đám người liền xuất hiện ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Dầm. Phù lục ở dưới lực lượng của hắn gia trì, trong nháy mắt hóa thành đầy sao, tựa như giấy thiêu đốt, hóa thành mảnh vỡ. Biến mất ở trước mắt. Cái này, là giả. Nhan Thanh Cổ Thánh nhíu mày,
vẻ mặt trở nên trắng bệch. Giờ phút này, Ngô Nữ cũng rõ ràng, cái chuyển thế mẫu phù này là giả. Nếu không, Khổng sư chuyên môn luyện chế bảo vật, làm sao có thể vô dụng như thế? Náo loạn hồi lâu, vậy mà là giả. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt bị người quất mấy bàn tay, đau rát. Đường đường chư tử bách gia, làm ra ô long như vậy lớn, thật không biết như thế nào cho phải. Người xác định đây là phù lục lấy được ở danh sư đại lục, Bạch Khê Sơn. Hắn nhịn không được nữa, nhìn về phía Nhan Tiết, trong thanh âm mang theo tức giận. Thứ này chính là hắn tìm đến, nếu thật là nhiễm cầu cổ thánh lưu lại di tích, làm sao lại giả? Chính xác 100%. Nhan Tiết gật đầu, nói phân nửa, nhịn không được sững sờ. Lúc ấy chính là vị Trương Huyền kia cùng chúng ta chung một chỗ cướp đoạt, sau khi ta được, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền trực tiếp rời đi. Hắn cướp với ngươi. Nhan Thanh cổ thánh lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Tên này có thể lấy ra 5 trận tâm, đã kinh thế hãi tục, chẳng lẽ, Nhan Tiết đạt được mẫu phù giả, cũng liên quan đến hắn. Truyền thế mẫu phù ở Bạch Khê Sơn, đây là tin tức tiên tổ lưu lại, tuyệt sẽ không sai, bọn họ lấy được giả, chẳng lẽ thật ở trong tay gia hỏa kia. Thật muốn như vậy, liền hố. Trương Sư, người có biết đây là chuyện gì không? Nhan Thanh cổ thánh kìm nén không được, mở miệng hỏi. Chương 3353, mẫu phù cũng ở chỗ ta, 2. Cái này, hắn nói không sai, lúc ấy chúng ta đều ở trong Bạch Khê Sơn, khi đó Nhan Tiết huynh nhìn thấy một cái phù lục giả, giành lấy liền đi, ngăn như thế nào cũng ngăn không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đi phù lục thật. Trương Huyền một mặt tiếc hận, khẳng định là phải đi vào chủ điện, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi, phốc, nghe nói như thế, Nhan Tiết kém chút tức chết. Thương thế áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy phù lục giả, tranh giành liền đi. Lúc đó ngươi cướp còn lợi hại hơn ta có được hay không? Nếu không phải trốn nhanh, làm không cẩn thận đã bị ngươi cướp đi. Làm sao qua hồi lâu, liền nói ta giống như não tàn. Mấu chốt nhất là, cầm phù lục thật, còn nói như vậy. Thân là danh sư, thật có thể hèn như vậy ư? Ngươi ý tứ, phù lục thật ở trong tay ngươi. Nhan Thanh cổ thánh cũng cảm thấy ngực đau nhức, cắn răng nói. Không sai, ở chỗ ta. Trương Huyền gật đầu. Dựa theo quy định vừa rồi, nắm giữ mẫu phù, có thể phân 1/3 danh ngạch, cũng chính là 5 cái, sau đó một cái trận tâm thêm một cái, 4 đại thế lực mỗi người chia một cái. Nói cách khác, bên ta tổng vì 11 danh ngạch, hẳn không sai a. Thân thể Nhan Thanh cổ thánh run rẩy, dường như có máu tươi sắp phun ra. Sở dĩ hắn định như vậy, thậm chí lấy thực lực đè ép, là bởi vì tay cầm mẫu phù, có thể đạt được tiếp cận một nửa danh ngạch, hiện tại. Mẫu phù là giả, thật ở trong tay đối phương, danh ngạch nghịch chuyển, bên hắn chỉ có 2 cái. Cảm giác làm áo cưới cho người khác quanh quẩn trong lòng. Buồn bực mãnh liệt để hắn sắp nổ. Biết rất rõ ràng đây là giả, vừa rồi không nói, là tính toán nhìn hắn trò cười a. Bất quá, coi như trước đó nói thật. Hắn khẳng định cũng không tin. Dù sao cái phù lục này làm quá tinh diệu, thần thức, mắt thường, bất luận từ phương diện nào quan sát, đều không có bất kỳ thiếu hụt. Chỉ có lực lượng chân chính xung kích, mới có thể phát hiện, không đỡ nổi một đòn. Trước đó đã ước định cẩn thận, đương nhiên sẽ không sửa đổi. Nhan Thanh cổ thánh tức giận có chút phát điên, nhưng vẫn gật đầu. 2 cái danh ngạch cũng được. Muốn nói hiểu rõ Xuân Thu Đại Điển, danh sư đại lục. Dĩ linh tộc và thánh thú, đều kém xa chư tử bách ra bọn hắn, chỉ cần có thể đi vào, đạt được đồ vật, có hy vọng nhất tuyệt đối là bọn họ, mà không phải người khác. Nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới dám phân phối danh ngạch cho những người khác, nếu không lấy nắm giữ mẫu phù làm uy hiếp, khẳng định thu hoạch được càng nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi chờ, ta an bài tốt nhân viên, sẽ mang mọi người đi vào chung. Thấy hắn không phủ nhận, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Cái này, rất nhiều cổ thánh của danh sư đường, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có nghịch chuyển như vậy, từng cái liếc mắt nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, tràn ngập tò mò. Danh sư tuổi trẻ kia, một người đạt được 5 trận tâm không nói, ngay cả truyền thế mẫu phù cũng lấy đến trong tay, để chư tử bách ra ngậm bồ hòn, lúc nào danh sư đường toát ra một vị thiên tài như vậy. Một lần đạt được nhiều danh ngạch như vậy, cẩn thận bọn họ giở trò lừa bịp. Dương sư lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nói đám người Nhan Thanh cổ thánh là truyền nhân của chư tử bách gia,
không có khả năng ở trước Khổng Miếu làm ra sự tình lật lọng, nhưng liên lụy đến Xuân Thu Đại Điển, liền không nói được rồi. Huống chi còn có dị linh tộc, thánh thú vây ở bốn phía. Bọn họ tạm thời hẳn sẽ không động thủ, nhưng đi vào chủ điện, phần điện đều chỉ là bất hủ cảnh, coi như đạt được Xuân Thu Đại Điển, cũng không cách nào luyện hóa. Biết hắn lo lắng cái gì, Trương Hoàng Thiên hừ một tiếng. Đến lúc đó, khẳng định sẽ lấy bảo vật ra, chỉ cần rời chủ điện, tranh đoạt mới gọi chân chính bắt đầu. Bởi vậy danh ngạch, nói dễ nghe, trên thực tế chỉ là chiếm cứ đại nghĩa mà thôi. Xuân Thu Đại Điển cuối cùng rơi vào trong tay ai, nhìn còn là thực lực của cổ thánh. Chương 3354, đấu giá danh ngạch 1. Cũng phải. Cổ thánh khác lặng im. Trương Hoàng Thiên nói trần trụi, nhưng quả thực là sự thật. Cái quy củ gì, cái ước định gì, trò đùa trẻ con mà thôi, liên lụy đến Xuân Thu Đại Điển, ai còn có thể quản đến nhiều như vậy. Dị linh tộc, thánh thú, chỉ có một danh ngạch, cũng không có quá nhiều tranh luận, chẳng lẽ thật cho rằng từ bỏ món bảo vật này. Chỉ cần có người đi vào, chẳng khác nào biết tình huống bên trong, đến lúc đó Xuân Thu Đại Điển ở trong tay ai, quá rõ ràng, một khi rời cung điện, cổ thánh thủ hộ bên ngoài sẽ ra tay. Khi đó, đã không phải bất hủ cảnh có thể nhúng tay, kết quả sau cùng, vẫn là phải dựa vào cổ thánh mới có thể nói chuyện. Trước phân phối danh ngạch đi. Những lời này, sợ gây nên hoảng loạn, nên các cổ thánh chỉ truyền âm. Những danh ngạch này, đều là Trương Huyền đạt được, phân chia như thế nào, chúng ta đều tôn trọng quyết định của hắn. Ừm, mọi người đồng thời gật đầu. Thân là cổ thánh, đối với những danh ngạch này, không làm ra một chút cống hiến, thật không tiện cưỡng cầu. Lão sư, đám người Trịnh Dương tạm thời liên lạc không được, có điều gặp qua bằng hữu của bọn hắn đưa tin, dường như đều được một loại cơ duyên nào đó, ở trong các tiểu thế giới, không cách nào rời đi, khả năng không có cơ hội đi vào chủ điện. Không đi quản cổ thánh thảo luận như thế nào, bên Trương Huyền, Triệu Nhã đi tới trước mặt. Vừa rồi đã đưa tin hỏi qua, thân là băng nguyên cung cung chủ, coi như không liên lạc được đám người Trịnh Dương, cũng sẽ có phương pháp nghe tin tức. Dù sao mấy sư đệ, sư muội của nàng, sớm đã không phải nhân vật bừa bãi vô danh, mà đều là một phương đại lão. Tới không được. Trương Huyền nhíu mày, sau đó khoát tay áo. Thôi được, có cơ duyên mà nói, cũng không có khả năng thiếu bọn họ, đi vào hay không vào, đều không quan trọng. Giống như bồ đề quả, viên đào chưa đi vào tẩm điện, nhưng có loại cơ duyên tấn thăng tâm cảnh này, vẫn sẽ cho hắn. Vì lẽ đó, các đệ tử có cơ hội đi vào hay không không sao cả, chỉ cần mình đạt được, khẳng định sẽ có phần của bọn hắn. Lão sư, ta cũng không vào, cơ thể ta đã đạt tới cổ thánh, vừa rồi lặng lẽ thăm dò một chút, cho dù có mẫu phủ bao phủ, cũng sẽ bị phong ấn bài xích. Viên đào đi tới trước mặt. Cái này, Trương Huyền cau mày. Người học sinh này, tuy không thành công xung kích cổ thánh, nhưng thực sự là thân thể cổ thánh, nắm giữ năng lực nửa bước cổ thánh, không cách nào đi vào, không gì đáng trách. Ta, Lạc Nhược Hy, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Lạc Thất Thất. Lại thêm hai vị của danh sư đường, hiện nay là 7 cái. Trong lòng Trương Huyền tính toán. Tính như vậy, còn có 4 danh ngạch. Xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn đám người danh sư đường, ngay sau đó lắc đầu. Không phải xem thường những thiên tài kia, mà là cho bọn hắn danh ngạch, tác dụng không lớn, cho nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Thế nào, đã xác định nhân tuyển chưa? Thấy hắn trầm tư hồi lâu, người còn không có chọn lựa ra, Nhan Thanh cổ thánh nhíu mày hỏi. Đã chọn được, bất quá, nhiều danh ngạch như vậy, ta cảm thấy chúng ta lấy hết cũng lãng phí, hiện tại lấy ra 4 danh ngạch đấu giá. Các ngươi có thể mua sắm, người trả giá cao thì được, như thế nào? Trương Huyền cười cười, ngẩng đầu. Đấu giá danh ngạch, cái tên này không điên chứ? Tất cả mọi người cướp đoạt, hắn ngại nhiều. Thật hay giả? Bốn phía xôn xao. Tất cả mọi người bối rối. Không chỉ cổ thánh của tam đại thế lực, ngay cả bên danh sư đường, đám người Trương Hoàng Thiên, cũng từng cái trước mắt choáng váng. Bọn họ thật vất vả có nhiều danh ngạch như vậy, cơ hội tốt như vậy, đấu giá. Làm như vậy, thật được không? Chương 3355, đấu giá danh ngạch 2. Hắn làm như vậy. Một cổ thánh nhịn không được nữa, muốn mở miệng khuyên can. Sư huynh làm như vậy, khẳng định có tính toán của mình. Dương sư mở miệng. Chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Sư huynh. Mấy vị cổ thánh đồng loạt nhìn qua. Vị Dương Huyền này, trước khi bọn họ thanh tỉnh chỉ thấy qua,
là nhân vật thiên phú nhất gần mấy trăm năm qua, hiện tại càng tấn cấp đến cổ thánh, xưng tiểu gia hỏa kim thân cảnh là sư huynh. Đúng vậy. Dương sư gật đầu, dùng ý niệm ngăn cách bốn phía, truyền âm qua. Thực không dám giấu giếm, thân phận của hắn có chút đặc thù. Có thể trở thành sư đệ của hắn, dù ta là cổ thánh, cũng là cực kỳ vinh hạnh. Bất quá chuyện này, tạm thời vẫn chưa thể nói tỉ mỉ, sự tình Khổng Miếu kết thúc, ta sẽ kỹ càng báo cáo các vị tiền bối. Đặc thù. Mấy vị cổ thánh tràn đầy kỳ lạ. Đến cùng loại đặc thù nào, có thể để cho cổ thánh cũng cảm thấy vinh hạnh. Bất quá, thấy đối phương hiện tại không muốn nói, đành phải đè lòng hiếu kỳ, lựa chọn tin tưởng Dương Huyền, không nói chuyện. Ngươi muốn đấu giá. Lúc này, đám người Nhan Thanh cổ thánh từ trong rung động khôi phục lại. Không sai, danh ngạch quá nhiều, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, như vậy rất dễ dàng gây nên những người khác ghen tị và phẫn hận. Vì lẽ đó, ta tính toán lấy ra bốn cái đấu giá, các ngươi chỉ cần ai trả ra giá cao, liền có thể đạt được. Trương Huyền cười cười. Ra giá đi. Danh ngạch, thánh thú nhất tộc chúng ta tình thế bắt buộc. Nghe được có thể đấu giá, cổ thánh của tam đại thế lực đều nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu. Mặc dù sau cùng tranh đoạt ở trong tay bọn họ, nhưng đi vào nhiều một người liền nhiều một phần bảo hiểm. Ngộ nhớ Xuân Thu đại điển thật bị hậu nhân của bọn họ đạt được, vừa ra liền có thể xoay người chạy trốn. Đạt tới cổ thánh, muốn đánh giết đối phương rất khó, nhưng chạy trốn, rất dễ dàng liền có thể làm được. Vì lẽ đó, hậu bối tiến vào càng nhiều, cơ hội càng lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hiện tại ta đấu giá cái danh ngạch thứ nhất, giá trị 20, 30, 50 giọt cổ thánh huyết. Trương Huyền xòe bàn tay ra nói. Đại thánh chí bảo, đối với hắn mà nói, hiệu quả không lớn, cổ thánh chí bảo, đối phương cũng không có mấy món, có thể lấy ra hay không còn không biết, huống chi, coi như cho hắn, thực lực bây giờ cũng không có cách nào luyện hóa. Yêu dị huyền đao, là bởi vì thời điểm luyện hóa, chỉ là nửa bước cổ thánh, mới có thể hoàn toàn thần phục. Chân chính đạt tới loại tu vi này, từng cái kiêu căng khó thuần, năng lực của hắn mạnh hơn, cũng không cách nào thành công. Vì lẽ đó, muốn những thứ chỉ đẹp mà không dùng được kia, còn không bằng muốn chút cổ thánh huyết đối với hắn tác dụng lớn nhất. Về sau xung kích cổ thánh, cũng có tác dụng rất lớn. Trương Huyền, cổ thánh huyết chỉ là cách gọi chung, cũng chia đẳng cấp càng cao, giá trị càng lớn. Trương Huyền chưa nói xong, một cái truyền âm vang lên bên tai. Là lão tổ Trương Hoàng Thiên. Cổ thánh huyết cũng phân đẳng cấp. Trương Huyền sững sờ. Hắn cách cổ thánh còn kém không biết bao xa, cũng không biết những thứ này. Không sai, cổ thánh giống như đại thánh, cũng có phân chia đẳng cấp, đồng dạng chia làm 4 đẳng cấp, cấp bậc càng cao, huyết dịch càng chân quý, mỗi đẳng cấp chênh lệch không chỉ gấp trăm lần. Nhất định phải xác định đẳng cấp, nếu không sẽ rất chịu thiệt. Trương Hoàng Thiên nói. Ừm. Trương Huyền lên tiếng, nhịn không được hỏi. Không biết, cổ thánh chia làm 4 cấp bậc nào? Chương 3356, 4 cảnh giới cổ thánh 1. Đẳng cấp cụ thể cũng không có xác định, chỉ là hậu nhân dựa theo thực lực chênh lệch cùng đặc thù, tạm thời cho xưng hô, chỉ có thể làm tham khảo. Trương Hoàng Thiên chậm rãi nói. Đột phá cổ thánh, huyết mạch liền có thể tiếp tục kéo dài, tựa như Trương gia chúng ta. Lực lượng huyết mạch có lưu giữ trong tộc, chính là bởi vì có một vị tiên tổ đạt tới loại cảnh giới này. Bởi vậy, loại cảnh giới này cũng được xưng là huyết mạch kéo dài, là tiêu chí tấn cấp đến cổ thánh. Huyết mạch kéo dài. Trương Huyền gật đầu. Đạt tới loại cảnh giới này, huyết mạch liền có thể kéo dài. Hiện tại xem ra, viên đào, yêu dị huyền đao, ngoan nhân, hầu như đều là loại thực lực này, lúc trước một sách đập chết cổ thánh dị linh tộc cũng gần như là loại tu vi này. Thuộc về yếu nhất trong cổ thánh. Cảnh giới thứ hai, là đệ tử lúc trước của Khổng Sư, trong 72 thánh. Trừ thập hiền ra, 62 người còn lại là như thế, bởi vậy bị hậu nhân xưng là chư tử bách gia. Trương Hoàng Thiên nói tiếp. Chư tử bách gia, đây là một loại cảnh giới. Trương Huyền ngẩn ngơ. Chỉ là một loại xưng hô, đại biểu cảnh giới, còn tên gì không quan trọng. Trương Hoàng Thiên tiếp tục nói. Cảnh giới thứ ba, gọi tích huyết trùng sinh, nói cách khác, đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tuổi thọ chưa tới. Dù bị người chém xuống đầu lâu, cũng có thể lần nữa phục sinh. Ta chính là loại cảnh giới này, vì lẽ đó máu của ta vượt xa cổ thánh huyết khác, càng thêm cường đại. Trương Huyền chấn động. Còn tưởng rằng đạt tới cổ thánh, liền có thể làm được tích huyết trùng sinh,
hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Có thể làm được điểm này, coi như ở trong cổ thánh, chỉ sợ cũng là tồn tại đỉnh phong. Cảnh giới cuối cùng thì sao? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Cảnh giới cuối cùng, mặc kệ danh sư đại lục, hay chư tử bách gia, trừ khổng sư, hầu như không có người có thể đạt tới, nghe nói, đến loại cảnh giới này, có thể phá toái hư không, so sánh với tiên sứ. Bởi vậy cũng được xưng là phá toái hư không, hoặc tiên sứ cảnh. Đương nhiên, ta cách loại cảnh giới này còn rất xa, cụ thể như thế nào, cũng không rõ ràng. Trương Hoàng Thiên nói, tiên sứ cảnh, nội tâm Trương Huyền nổi lên gợn sóng. Hắn nghe qua, ở trong hang lần đầu tiên gặp ngoan nhân, cái tên này từng nói qua, bản thân là tiên sứ cảnh, lúc ấy không hiểu rõ cảnh giới, nên không quá để ý, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là cổ thánh cao nhất. Cũng là nói, ngoan nhân bây giờ nhìn lại chẳng ra sao cả, trên thực tế, khi còn sống quả thực là nhân vật cao nhất đại lục. Khó trách khổng sư cũng bị nhốt, không cách nào thoát thân. Cái kia, nhan thanh cổ thánh có thực lực gì? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Nhan thanh cổ thánh, hẳn là trong đám cổ thánh tu vi cao nhất, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Hắn đồng dạng là tích huyết trùng sinh, chỉ bất quá cao hơn ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Trương Hoàng Thiên nói. Bất quá vẫn không có đạt tới tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Loại cảnh giới này, không có cổ thánh lực duy trì, đã rất khó tinh tiến. Trương Huyền giật mình, trong mắt mang theo nghi ngờ. Nói như vậy, ta có phải nên muốn nhiều cổ thánh huyết cấp bậc tích huyết trùng sinh hay không? Không sai, loại cổ thánh huyết cấp bậc này, uy lực lớn nhất, hiệu quả cũng lớn nhất. Trương Hoàng Thiên gật đầu. Tốt, Trương Huyền hiểu được. Đối thoại của bọn họ, đều là truyền âm. Tốc độ cực nhanh, trước sau chẳng qua hơn 10 hô hấp, bên này mới vừa nói xong, liền nghe thanh âm của Bạch Tôn Giả vang lên. 50 giọt cổ thánh huyết, tốt, thánh thú nhất tộc ta mua. Thanh âm thô cuồng, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ. Chương 3357, bốn cảnh giới cổ thánh 2. Bạch Tôn Giả trước đừng có gấp, ta nói 50 giọt cổ thánh huyết, là đạt tới tích huyết trùng sinh, mà không phải huyết dịch bình thường. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tích huyết trùng sinh, tại sao ngươi không đi cướp? Chòm râu thổi lên, Bạch Tôn Giả kém chút nổ tung. Xung quanh cũng xôn xao, từng cái an tĩnh lại. 50 giọt cổ thánh huyết bình thường, chính là giá trên trời, cái tên này lại muốn 50 giọt đạt tới tích huyết trùng sinh. Quả thực chính là ăn cướp. Giá tiền này quá cao, hẳn là không người ra nổi. Vì một cái danh ngạch, tiêu phí lớn như vậy, có chút không đáng. Cổ thánh đè thấp thanh âm vang lên. Một cái danh ngạch, mặc dù có thể để cho một thế lực tỷ lệ đạt được xuân thu đại điển tăng thêm, nhưng cũng chỉ là tăng thêm cơ hội, vì một cơ hội, tiêu hao lớn như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, quả thực có chút không đáng. Đáng hay không đáng, chính các ngươi nhìn, xuân thu đại điển, là pháp bảo mạnh nhất của khổng sư, một khi đạt được, cường giả tích huyết trùng sinh mà thôi, chẳng lẽ còn sợ thành tựu không ra. Dường như nhìn ra đám người do dự, Trương Huyền mỉm cười. Mà một khi mất đi cơ hội này, triệt để cùng loại cơ duyên này ngăn cách. Lựa chọn ra sao, nhìn chính các ngươi, không mua cũng được, cùng lắm thì ta an bài mấy người, tỷ lệ chúng ta được cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đấu giá, giá cả đã xác định, coi như lưu phách, cũng không thể hạ thấp, nếu không liền mất đi ý nghĩa. Cái này, đám người lặng im, một cái danh ngạch, liền đại biểu nhiều một phần cơ duyên, lựa chọn ra sao, liền nhìn bọn họ nghĩ như thế nào. Cái danh ngạch này, chư tử bách gia ta mua. Ngay thời điểm bốn phía lặng im, thanh âm của nhan thanh cổ thánh vang lên. Mua. Đám người đồng loạt nhìn tới, tràn đầy khiếp sợ. Cũng không nói nhảm, ngón tay nhan thanh cổ thánh búng một cái, một bình ngọc bay về phía Trương Huyền. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền mở ra nắp bình liếc mắt nhìn, khí tức huyết dịch nồng đậm, không nhiều không ít, vừa vặn 50 giọt. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Trương Hoàng Thiên, thấy hắn âm thầm gật đầu. Biết đây đều đạt tới tích huyết trùng sinh, trong lòng vui mừng, thu vào nhẫn. Tốt, cái danh ngạch thứ nhất cấp cho chư tử bách gia. Hiện tại đấu giá danh ngạch thứ hai, cái danh ngạch này, 60 giọt cổ thánh huyết tu vi tích huyết trùng sinh. Mí mắt vừa nhấc, Trương Huyền nói. Làm sao 60 giọt? Vừa rồi không phải là 50 giọt ư? Danh ngạch đồng dạng, vì sao muốn tăng giá? Bốn phía kém chút nổ tung. Còn tưởng rằng cái danh ngạch thứ hai cũng là giá tương đồng, không nghĩ tới tên này vừa mở miệng tăng 20%. Các ngươi có thể lựa chọn không mua, có điều,
hiện tại bên danh sư đại lục ta 7 danh ngạch, chư tử bách ra 3 cái, các ngươi chỉ có 1 cái, lựa chọn ra sao, bản thân quyết định. Trương Huyền mỉm cười, nhìn về phía dị linh tộc cùng thánh thú nhất tộc. Hơn nữa 2 danh ngạch phía sau sẽ quý hơn, dù sao càng đấu giá càng ít. 60 liền 60, ta mua. Bạch Tôn giả cắn răng vang vọng. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như bọn họ, ai không phải gắng sức nghiên cứu, một lòng chỉ muốn tu luyện, một thiên tài đạt được mẫu phù, năm đại trận tâm, thế mà còn là một gian thương. Suy nghĩ một chút cũng để người cảm thấy buồn bực. 60 mà nói, ta cũng muốn. Bạch Tôn giả chưa nói xong, Dục lão quỷ hừ một tiếng, cũng mở miệng nói. Chương 3358, đi vào chủ điện 1. Dục lão quỷ, ngươi muốn cướp với ta. Ra đầu Bạch Tôn giả nổ tung, lông tơ toàn thân dựng lên. 60 giọt cổ thánh huyết tu vi tích huyết trùng sinh, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy mà tên này cũng muốn cướp, để hắn sắp phát điên. Ngươi mua của ngươi, ta mua của ta, cái gì gọi là cướp? Dục lão quỷ cười nhạo nói. Nếu ngươi nguyện ý ra giá cao hơn, ra là được, dù sao cái danh ngạch này, ta cũng muốn. Còn lại 2 danh ngạch, chẳng lẽ ngươi không thể đi mua? Bạch Tôn giả cắn răng. Ngươi coi ta khờ sao, phía sau càng ngày càng quý, tuy linh tộc ta cao thủ nhiều như mây, nhưng không phải coi tiền như rác. Dục lão quỷ hừ một tiếng nói. Vừa rồi Trương Sư đã nói, ngươi trả giá cao thì được, dù sao cũng là đấu giá, ngươi ra 60, vậy ta liền ra 65. Ngươi! Bạch Tôn giả tức giận đến thân thể run rẩy, nhưng không có cách nào. Nếu là đấu giá, đương nhiên là người trả giá cao thì được, không có khả năng không cho người khác đấu giá. Ta ra 66. Nhẫn nhịn hồi lâu, Bạch Tôn giả nói. 67. 68. Bạch Tôn giả muốn giết người. 69. 70. Dục lão quỷ một mặt lãnh đạm. Ngươi rất tốt, 75. Bạch Tôn giả kìm nén không được, điên cuồng. Dục lão quỷ, ngươi còn dám tiếp tục nữa, đừng trách ta hiện tại liền trở mặt với ngươi. Ha ha, tốt, ta nhường ngươi. Thấy đã kéo lên 75, dục lão quỷ cười một tiếng, lại không nói lời nào. Hắn đã nhìn ra, thánh thú này nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại kích thích nữa, làm không cẩn thận thật sẽ đánh nhau. Tuy thực lực của hắn cũng không sợ hãi, nhưng đối mặt một thánh thú nổi điên, bốn phía còn có danh sư đường, chư tử bách ra vây quanh, lòng vẫn còn sợ hãi. Cho! Thấy hắn không tranh nữa, Bạch Tôn giả thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt run lên, một cái bình ngọc bay về phía Trương Huyền. Trong đó ẩn chứa 75 giọt, đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh. Hình thể thánh thú to lớn, 75 giọt đối với nhân loại mà nói, số lượng rất lớn, nhưng đối với thánh thú, không tính là gì. Chỉ bất quá, bọn chúng muốn tấn thăng. Dựa vào là huyết mạch cùng thiên phú, so với nhân loại càng khó. Cao thủ cảnh giới tích huyết trùng sinh, số lượng rõ ràng ít hơn nhân loại, dị linh tộc nhiều. Vì lẽ đó, những cái này là nó hao tốn vô số đại giới mới để giành được, đưa ra ngoài cũng nhức nhối. Cái danh ngạch thứ 2, phân cho thánh thú nhất tộc, cái danh ngạch thứ 3, giá khởi đầu. 100 giọt cổ thánh huyết. Trương Huyền cười cười nói. 100 giọt. Dục lão quỷ nhíu mày. Vẻ mặt cứng đờ, kém chút chửi ầm lên. Tại sao ngươi không đi cướp? Vừa rồi mới 60 giọt, trực tiếp lật tiếp cận gấp đôi. Ngươi cố ý à? Vốn cho rằng giọt thứ 3, coi như giá cả tăng thêm, 70 giọt cũng là cực hạn, vì lẽ đó mới không tranh với Bạch Tôn giả, không nghĩ tới tên này không có điểm mấu chốt đạo đức như vậy. Hiện tại chưa tử bách ra 3 danh ngạch, thánh thú nhất tộc 2 cái, các ngươi chỉ có 1 cái, có thích mua hay không, không mua, ta liền không bán. Trương Huyền cười khanh khách nhìn qua, khóe miệng nâng lên. Mặt khác, nói thật cho ngươi biết, ta chính là ăn cướp, liền nhìn ngươi có cho hay không. Chương 3359, đi vào chủ điện 2. Có cơ hội hố tên này, làm sao có thể bỏ qua. Dù sao mua hay không mua, mình cũng không chịu thiệt. Ngươi, Dục lão quỷ tức giận sắp nổ tung. Không bằng đồng ý, cổ thánh huyết của linh tộc chúng ta, coi như cho hắn. Một danh sư nhân tộc cũng khẳng định không thể dùng, cùng lắm thì chờ hắn rời đi chủ điện, tìm cơ hội giết, cướp đồ vật về là được. Một cổ thánh dị linh tộc lặng lẽ truyền âm. Cổ thánh huyết của dị linh tộc, sát lục chi khí nồng đậm giống như thực chất, bất hủ cảnh tới gần cũng không làm được, chớ nói chi là luyện hóa. Đối phương một danh sư nhân loại, cầm tới cũng vô dụng, đã như vậy.
không bằng trước đáp ứng, cùng lắm thì tìm cơ hội cướp về, thuận tiện giết tên này để tiết mối hận trong lòng. Lúc này vẻ mặt của Dục lão quỷ mới khôi phục một chút, hừ một tiếng nói. 100 giọt liền 100 giọt, hiện tại ta cho ngươi 200, tất cả danh ngạch đều bán cho ta. Đều bán cho ngươi. Không sai, bọn họ đã mua, còn lại, chắc chắn sẽ không tiếp tục, ngươi ra giá lại cao hơn cũng vô dụng, không bằng cùng một chỗ bán cho ta. Ta cho ngươi giá cả tương đồng. Dục lão quỷ nói. Dù sao cũng là há mồm chờ sung dụng, không quan tâm. Tốt. Trương Huyền dừng lại một chút, gật đầu. Đối phương nói không sai, chư tử bách gia cùng thánh thú đều mua danh ngạch, lại để cho bọn hắn phí lớn đánh đổi mua sắm, khẳng định rất khó, đã như vậy, còn không bằng bán cho đối phương. Dù sao đến chủ điện, dị linh tộc đi nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị mình âm chết, coi như bọn họ đưa bảo bối cho mình. Cho. Thấy hắn đồng ý, Dục lão quỷ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay búng một cái, hai bình ngọc bay tới. Trương Huyền tiện tay nhận lấy, nhìn thấy trong mỗi một bình ngọc, đều có 100 giọt huyết dịch, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Ngươi phải cẩn thận, trong máu cổ thánh dị linh tộc, một khi sót lại ý niệm của bọn nó, hoàn toàn có thể tích huyết trùng sinh, tiến hành đánh lén ngươi. Dường như nhìn ra Dục lão quỷ không có ý tốt, Trương Hoàng Thiên truyền âm. Cổ thánh đạt tới tích huyết trùng sinh, một giọt máu chính là một sinh mệnh, tuy khôi phục lại thực lực bản thân rất phiền phức, không biết phải hao phí bao lâu. Nhưng khôi phục lại có thể chém giết kim thân cảnh, còn là rất dễ dàng. Ta biết. Trương Huyền cười cười. Vừa rồi mở nắp bình ra, chân khí đã quán thâu vào, bên trong xác thực lưu lại ý niệm của đối phương. Cổ thánh có thể vượt qua thiên đạo, nhưng đạo ý niệm này quá mức yếu kém, căn bản chống không được. Chỉ thoáng cái, liền giết chết toàn bộ. Không còn ý niệm, coi như huyết dịch hoạt tính cực lớn, muốn lần nữa phục sinh, không có vài vạn năm tích lũy là làm không được. Thời gian dài như vậy, khẳng định sớm đã bị dùng hết. Nếu như không cách nào xử lý, ta có thể ra tay. Trương Hoàng Thiên nói. Đa tạ lão tổ, ta có thể xử lý. Trương Huyền gật đầu. Danh ngạch đã phân phối xong, chuẩn bị lên đường đi. Bán đấu giá danh ngạch xong, tiếp tục thủ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, Nhan Thanh cổ thánh mở miệng. Trương Huyền gật đầu, không nói thêm lời, dựa theo danh ngạch định tốt, mang người ở sau lưng. Tiểu phù phù bay lên, bao phủ ở bên trong, thẳng tắp bay vào chủ điện. Thánh thú có hai danh ngạch, phái ra một bạch hồ cùng một hồng báo, hẳn đều cùng hậu bối của bạch tôn giả. Sĩ linh tộc thì là ba cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, cũng không nói chuyện, không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Còn chư tử bách gia, lại tăng lên một vị cao thủ cùng nhan tiết tương xứng. Tóm lại, lần này có thể đi vào, trừ Trương Huyền. Yếu nhất cũng là bất hủ cảnh đại viên mãn, có thể xưng mạnh nhất dưới cổ thánh. Đi vào đi. Ông, tiểu phù phù vừa tiếp xúc phong ấn chủ điện, lập tức hòa vào trong đó, đám người trong chốc lát biến mất, không nhìn thấy tung tích. Chương 3360, khảo hạch sau cùng 1. Chuẩn bị nghênh đón chiến đấu đi. Thấy mọi người biến mất, Nhan Thanh cổ thánh quay đầu liếc mắt nhìn rất nhiều danh sư ở sau lưng, lặng lẽ gật đầu. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc. Bọn hậu bối đi vào chủ điện, còn lại, liền dựa vào bọn họ. Thấy bọn họ tập hợp cùng một chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu, rất nhiều cổ thánh của tam đại thế lực khác cũng từng cái không dám thở mạnh. Dương sư, người an bài người không có đạt tới cổ thánh, rời đi nơi này trước. Trương Hoàng Thiên bàn giao. Vâng. Dương Huyền biết nguy hiểm, không nói thêm lời, bay đến trước mặt Nhậm Thanh Viễn, kỹ càng bàn giao một câu. Chuyện còn lại, đã không phải đại thánh cấp có thể nhúng tay. Ở đây bị liên lụy, còn không bằng trực tiếp rời đi. Danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc bắt đầu rút lui, chư tử bách gia, dị linh tộc, thánh thú nhất tộc, không có đạt tới cổ thánh cũng chậm rãi lui ra, thời gian không dài, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại hơn 20 vị cổ thánh, từng cái nhìn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau. Danh sư cùng dị linh tộc, có thể ở cùng một chỗ, cũng không phải hóa giải can qua. Mà là không ai dám động thủ trước, nhưng loại cục diện bế tắc này, tất nhiên sẽ theo Xuân Thu Đại Điển xuất thế mà triệt để đánh vỡ. Hơn 20 vị cổ thánh, thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế đã là lực lượng cuối cùng của đại lục, sau lần này, có thể còn lại mấy cái, ai cũng không rõ lắm. Trương Sư, đây là vừa rồi sư huynh lặng lẽ cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đám người riêng phần mình kiêng kỵ, Dương Sư thì đến trước mặt Trương Hoàng Thiên, cổ tay khẽ đảo, đưa tới một ngọc bài.
cho ta. Biết đối phương nói sư huynh là Trương Huyền, Trương Hoàng Thiên sửng sốt một chút, tiện tay nhận lấy, ngón tay điểm một cái. Ngay sau đó liền cảm thấy một đạo ý niệm lập tức truyền vào trong óc. Đây là dục lão quỷ tu luyện thiếu hụt. Đồng tử Trương Hoàng Thiên co rụt lại, giật nảy mình. Truyền vào trong óc, chính là đối thủ cũ dục lão quỷ trong tu luyện thiếu hụt, cùng võ kỹ sơ hở, lít nha lít nhít chừng hơn 30 điểm, mỗi một điểm, lợi dụng được đều đủ để đưa người vào chỗ chết. Hắn làm sao biết những thứ này? Vốn cho rằng là viết bậy, nhưng nhìn mấy điểm liền rõ ràng, chính xác 100%. Hắn cùng dục lão quỷ cả đời chiến đấu không dưới 100 trận, cái tên này tuyệt chiêu là gì, trong quá trình thi triển sẽ có dạng uy lực gì, biết rõ rõ ràng ràng, phía trên này viết, không kém chút nào. Có thể nói, có thứ này, một khi lợi dụng được, lại cùng dục lão quỷ chiến đấu, vô cùng có khả năng thành công chém giết. Đạt tới cảnh giới tích huyết trùng sinh, đã có thể nói bất tử bất diệt, cùng cấp bậc trừ khi bố trí xuống thiên la địa võng, nếu không, rất khó chém giết, mà lợi dụng những thiếu hụt này, lại có thể triệt để giết chết. Chỉ điều này, liền giá trị vô tận. Cái tên này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Trương Hoàng Thiên cảm xúc một tiếng. Đối với vị hậu bối này càng thêm tò mò. Đơn thương độc mã, đạt được 5 trận tâm, càng cầm truyền thế mẫu phù ở trong tay. Tam đại thế lực khác, khát vọng danh ngạch mà không thể được, tên này thế mà lấy ra đấu giá. Mấu chốt là, đối mặt cường giả như dục lão quỷ cũng không ý kỵ tí nào, còn siêu tập ra toàn bộ thiếu hụt. Thật ra thì, Trương Sư, 20 năm trước, người bản thân bị trọng thương, cần huyết mạch tinh thuần mới có thể khôi phục. Là vị Trương Huyền này bỏ huyết mạch của mình, mới để cho ngươi còn sống. Dương Sư trần chờ một chút nói. Lúc đó, Hoàng Thiên Tiên Tổ trọng thương sắp chết, lâm vào ngủ say, sự tình thay đổi huyết mạch không có người nói, biết cũng không nhiều. Bởi vì sự tình này là Dương Sư tự tay thao tác, vì lẽ đó biết rất rõ ràng. Ý của ngươi là, trên người của ta chảy, huyết mạch của hắn. Trương Hoàng Thiên sững sờ. Đúng vậy. Dương Sư gật đầu. Khó trách, ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy thân thiết. Trương Hoàng Thiên giật mình. Trước đó liền kỳ lạ, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy vị này, liền cảm thấy thân thiết, nguyên lai là như vậy. Huyết mạch tinh thuần có thể cứu ta, sau khi bị tước đoạt huyết mạch, chẳng những sống sót, còn nắm giữ thiên tư người thường khó có thể tưởng tượng. Xem ra Trương gia chúng ta không cần tiếp tục lo lắng. Chương 3361, khảo hạch sau cùng 2. Biết tin tức rõ ràng, Trương Hoàng Thiên nhịn không được cảm xúc, đối với Trương Huyền, càng thêm tò mò. Hô! Bên ngoài thế cuộc phát sinh biến hóa, Trương Huyền không quản được, cũng không biết đồ vật cho Trương Hoàng Thiên, sẽ tạo thành dạng ảnh hưởng gì, chỉ cảm thấy thân thể vụt qua, xuất hiện ở trong một đại điện rộng rãi. Cái cung điện này, rõ ràng rộng lớn hơn những cung điện trước nhiều lắm, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, trên vách tường bốn phía điêu khắc một vài bức họa, ý cảnh rất cao. Nhân vật trong tranh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh. Những bức họa này, so ra kém Xuân Thu Đồ, cũng không có cổ thánh lực. Trương Huyền liếc mắt nhìn, lắc đầu. Những cái này chỉ là thư họa bình thường, cũng không có phong ấn một phương thế giới, vì lẽ đó không có cổ thánh lực, mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không còn lực hấp dẫn quá lớn. Ba vị dị linh tộc liếc mắt nhìn nhau, đưa tay muốn thu tập tranh, còn chưa tới trước mặt. Liền thấy một cây trường thương ngăn ở phía trước. Ba vị, đã đến nơi này, vừa vặn cùng các ngươi nói chuyện. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn lại. Sở dĩ dám bán danh ngạch cho bọn hắn, liền tính toán tốt, đi vào chủ điện, trước giải quyết lại nói. Nếu không giữ lại cũng khó coi. Coi như ba người này thực lực mạnh, dựa vào hắn, đám người Triệu Nhã, Lạc Nhược Hy, chém giết không khó lắm. Ngươi, không nghĩ tới tên này vừa đến liền trở mặt. Ba vị dị linh tộc đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Đi! Nói xong lấy ra một cái ngọc bài, bỗng nhiên bóp nát. Phần phật! Một đạo độn quang xuất hiện, bao phủ ba người, thời gian nháy mắt vò tới nơi xa. Định! Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, không gian bốn phía lập tức phong cấm. Răng rắc! Độn quang đảo qua, không gian xé nát, ba bóng người biến mất ở trong tầm mắt. Là cổ thánh lưu lại bảo vật. Trương Huyền lắc đầu. Không phải hắn quá yếu, mà là đạo độn quang này quá mạnh, xem ra dục lão quỷ cũng biết bản thân có thể sẽ ra tay độc ác, trực tiếp ban cho pháp bảo mạnh mẽ bảo vệ tính mạng. Nếu như thả ra yêu dị huyền đao, có lẽ có thể chém giết, nhưng nơi này là chủ điện, ai cũng không biết có hạn chế hay không,
không đến lúc nguy cấp, không dám tùy tiện làm việc. Quên đi, không vội nhất thời. Tất cả mọi người có đề phòng, lại không giống trước đó dễ giết như vậy, có điều cũng không sao cả, có Tiểu Phù Phù, Xuân Thu Đại Điển, bản thân không chiếm được, người khác cũng đừng hòng. Nghĩ đến cái này, quay đầu nhìn về phía đám người Nhan Tiết. Bọn họ chạy trốn, nếu không, chúng ta tâm sự đi. Hô! Lời còn chưa dứt, đám người Nhan Tiết đồng dạng xuất hiện một đạo độn quang, biến mất tại nguyên chỗ. Quay đầu nhìn về phía hai thánh thú còn lại, ánh mắt còn không có tập trung tới, liền nghe tiếng la của bọn chúng vang lên. Đừng nhìn bọn ta, tự chúng ta đi còn không được sao. Phần phật, đồng dạng biến mất. Trương Huyền. Đám người. Chương 3362, Khổng Sư sau cùng khảo nghiệm 1. Được rồi. Không nghĩ tới đám người kia, chạy một cái so với một cái nhanh, nhìn thấy bản thân, giống như thấy hồng thủy mãnh thú, Trương Huyền không còn gì để nói. Đối với dị linh tộc, hắn là muốn giết chết, nhưng Nhan Tiết, thánh thú, thật chỉ là muốn nói chuyện. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đám người Triệu Nhã đều mỉm cười. Bọn họ chưa chắc là sợ, mà không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao đến một bước này, Xuân Thu Đại Điển mới là trọng yếu nhất. Sợ hắn xấu hổ, Lạc Nhược Hy giải thích nói. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền cũng không nhiều lời, nói một tiếng. Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, những hình vẽ này, đều có giá trị không nhỏ, thu lại tất cả đi. Vâng. Hai người Triệu Nhã đồng thời gật gật đầu, đồng loạt bay đi. Khụ khụ, Trương Sư, đây đều là Khổng Sư lưu lại bảo vật, trực tiếp lấy đi có phải có chút bất kính hay không? Danh sư Đường theo tới hai vị danh sư, bất đắc dĩ nhìn qua. Vừa đến liền lấy sạch, có phải quá không tôn trọng Khổng Sư hay không? Vậy các ngươi có ý tứ là? Trương Huyền nhìn qua. Làm sao cũng phải tế bái một phen lại thu a hát. Một vị danh sư mặt đỏ lên. Trương Huyền im lặng. Còn tưởng có đề nghị gì tốt, không nghĩ tới là cái này. Trương Huyền lắc đầu, tiếp tục phân phó. Tiếp tục. Đám người Triệu Nhã hoạt động rất nhanh, thời gian không dài, tranh vẽ khắp tường đều bị lấy đi. Chúng ta đi thôi. Lấy tranh xong, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, chuyển thế mẫu phù xuất hiện, nhìn lại. Tiểu Phù Phù, Xuân Thu Đại Điển ở nơi nào? Ở trung tâm nội điện. Tiểu Phù Phù nói. Dẫn đường. Trương Huyền cũng không nhiều lời, bàn giao. Tiểu Phù Phù lên tiếng, thẳng tắp bay tới đằng trước. Chủ điện tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu con đường, đoàn người nhanh chóng tiến lên. Trong lúc đó gặp không ít bảo vật, Trương Huyền một đường an bài thu, như cá giết sang sông, ngay cả một ít tượng đá bình thường cũng không có lưu lại. Nhìn thấy một vị thiên tài, cư nhiên tham tiền như thế, hai vị danh sư mặt mũi bất đắc dĩ, thật không biết đi cùng tên này, đến cùng là đúng hay sai. Nếu Khổng Sư biết có hậu bối như vậy, phỏng đoán sẽ bị tức chết. Tại sao không có một bảo bối nào ra dáng? Khổng Sư nghèo như vậy sao? Không giống bọn hắn khiếp sợ, Trương Huyền một bên thu, một bên không vui. Một đường thu đồ vật, có thư họa, đàn ngọc, bút lông, chân quý là chân quý, ra ngoài tuyệt đối có thể bán giá trên trời, nhưng không có một cái ra dáng, so với bảo bối ở phân điện, kém không chỉ một đoạn. Hai vị danh sư che ngực. Lời này quá đại nghịch bất đạo, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Một đường tiến lên, rất nhanh thì tới một chỗ cung điện. Chính là chỗ này. Tiểu Phù Phù nói một tiếng, nhẹ nhàng chỉ trên tấm bia đá, lắc lư một cái. Ông! Giống như bị cái gì kích hoạt, trong đại điện, một bức tượng cao lớn chậm rãi xoay người lại. Chính là Khổng Sư. Chương 3363, Khổng Sư sau cùng khảo nghiệm 2. Có thể đi vào nơi này. Nói rõ các ngươi đã thông qua được bước đầu khảo nghiệm, có điều, muốn có được Xuân Thu Đại Điển, còn cần đi qua ải cuối cùng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, xuyên vào tâm thần, cho người ta một loại cảm giác ấm áp như gió xuân. Đạt được truyền thế mẫu phù, đạt được trận tâm, đi vào chủ điện. Đây đều là khảo hạch, có thể đi đến bước này, nói rõ tuyệt đối là thiên tài đứng đầu nhất, có tư cách đạt được truyền thừa, nhưng còn có khảo nghiệm cuối cùng. Lối đi trước mặt này, ẩn chứa huyễn trận. Sát trận, cùng đủ loại tâm ma, nếu như có thể thông qua, liền có thể nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển, có cơ hội luyện hóa, không làm được, yên tâm, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ bị truyền tống đến bên ngoài chủ điện, cả đời không quan hệ gì tới truyền thừa của ta. Tượng chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy một lối đi trong đại điện, thẳng tắp hướng nơi xa,
liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Bắt đầu đi, mỗi người chỉ có một cơ hội, có thể cùng đi, cũng có thể đơn độc đi qua, không có hạn chế. Tượng tiếp tục nói, cái lối đi này, làm sao khảo hạch? Trương Huyền nhìn về phía Tiểu Phù Phù. Mắt thường nhìn lại, thông đạo bằng phẳng, thứ gì cũng không có, lấy nhãn lực của hắn, cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết trận pháp, làm sao khảo hạch? Chẳng lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng đặc thù gì với tâm cảnh? Đây là khổng sư chuyên môn lưu lại, khảo nghiệm hậu bối, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tiểu Phù Phù xấu hổ. Được rồi. Biết tên này ở thời khắc mấu chốt liền không có tác dụng, Trương Huyền vận chuyển minh lý chi nhãn, nhìn lại trong đó. Quét phút chốc, vẫn không hề phát hiện thứ gì, giống như lối đi này không có năng lượng ba động. Lão sư, ta trước thử một chút, mặc kệ thành công hay không, cũng có thể làm cho ngươi có chỗ chuẩn bị. Triệu Nhã tiến về phía trước một bước. Cẩn thận một chút. Mặc dù khổng sư nói không có nguy hiểm, nhưng Trương Huyền vẫn còn có chút lo lắng. Triệu Nhã cười nhạt một tiếng, đi vào trong, rất mau tới trước mặt thông đạo, không chần chờ chút nào, một cước bước vào trong đó. Ông! Một đạo quang mang trắng tinh bao phủ hắn, sau một khắc, nữ hài giống như lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, băng hàn chi khí từ trong cơ thể bỗng nhiên tỏa ra, cả người giống như thuế biến thành băng tuyết nữ vương, từng đạo lực lượng hùng hồn không ngừng xung kích bốn phía, muốn đánh nát thông đạo. Bất quá lực lượng của nàng rất mạnh, thông đạo càng thêm cường đại, mặc kệ sử dụng bao nhiêu công kích lợi hại, cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hình như thể chất thuần âm của Triệu Nhã bị kích hoạt lần nữa. Nhìn một hồi, Lạc Nhược Hy đột nhiên nói. Trương Huyền sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, phát hiện quả nhiên như nàng nói, giờ phút này Triệu Nhã trở nên càng thêm cường đại, cách cổ thánh cũng chỉ có một tia, như tùy thời có thể đột phá. Thuần âm thể bao phủ xuống, giống như tiên tử. Tản mát ra khí tức ngạo nhân, trở nên càng thêm u nhã, động lòng người. Nhất cử nhất động, đều phù hợp thiên địa tự nhiên, mang theo ý vị đặc thù. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, thể chất của nàng lần nữa bị kích hoạt, càng thêm viên mãn như ý. Hô! Đang muốn nhìn kỹ một chút, đến cùng là lực lượng gì để thể chất nàng thuế biến, chỉ thấy một đạo hào quang bao phủ, sau một khắc, giống như bị truyền tống, nữ hài hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Không thông qua. Thanh âm khổng sư vang lên. Không có thông qua. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Vừa rồi tượng đã nói, không cách nào thông qua, sẽ bị truyền tống rời chủ điện, xem ra Triệu Nhã hẳn là bị đưa đi. Lão sư, ta tới. Thấy sư tỷ bị truyền tống rời đi, Ngụy Như Yên đi lên phía trước. Giống như Triệu Nhã, như lâm vào huyễn cảnh, thời gian không dài, thể chất đặc thù bị kích hoạt, khí độc lan ra. Lực lượng bạo tăng. Mặc dù không có xung kích cổ thánh, nhưng lực lượng có thuế biến rất lớn, cách cuối cùng dường như chỉ kém một bước. Rất nhanh, cũng bị truyền tống rời đi. Cùng một chỗ đi. Thấy Lạc Thất Thất cùng hai danh sư còn lại cũng muốn qua đi, Trương Huyền không do dự nữa, gật đầu nói. Chương 3364, tâm cảnh đột phá cổ thánh. 1. Đã không có nguy hiểm, thì không cần phải chậm trễ thời gian, nhanh thông qua khảo hạch. Tìm được Xuân Thu Đại Điển lại nói. Đám người đồng thời gật đầu, cùng một chỗ đi tới thông đạo. Phần phật, đi tới trước mặt, Trương Huyền lập tức cảm thấy quang mang ôn nhuận bao phủ ở trên người, ngay sau đó thấy hoa mắt, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trước một sơn phong hùng vĩ. Cao vút trong mây, không nhìn thấy phần cuối, toàn bộ núi như do thư tịch tích tụ thành, không có con đường, không có phần cuối, chỉ có văn tự liên tiếp. Thỉnh thoảng ẩn hiện huyền phù, cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Đến đỉnh núi, tức là thông qua, từ bỏ, sẽ theo tiến độ người đi lại, ban tặng cơ duyên khác biệt. Thanh âm nhàn nhạt của khổng sư tiếp tục vang lên. Trương Huyền lên tiếng, hít sâu một hơi. Tuy hết thảy trước mắt, thoạt nhìn vô cùng chân thật, nhưng từ tình huống vừa rồi của đám người Triệu Nhã đến xem, hẳn là một loại huyễn cảnh. Nói cách khác, hiện tại hắn người vẫn ở trong thông đạo. Tinh thần lại đi tới trước núi lớn này. Ánh mắt ngưng trọng, lực lượng trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển. Hô! Cũng không rời đi tại chỗ. Xem ra không cách nào phi hành. Cũng đúng, nếu như có thể phi hành, thì quá đơn giản. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Tới đỉnh núi coi như thông qua, có thể bay mà nói, bay thẳng lên, chẳng phải quá mức dễ dàng. Lần nữa nhìn lại núi sách, chỉ thấy cả núi trụi lùi.
trừ thư tịch chính là thư tịch, không có thông đạo, cũng không có địa phương có thể bắt tay vào làm. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một quyển sách, vừa định vọt lên, liền cảm thấy áp lực cực lớn nghiền ép đến, như bị sét đánh, toàn thân run lên, bàn tay như bị mũi gai nhọn tổn thương, toát ra máu tươi. Cái này, Trương Huyền sầm mặt lại, còn nghĩ chỉ là leo núi, lấy thực lực của hắn, dù nhẵn bóng như gương, leo đến đỉnh phong hẳn không khó, không nghĩ tới áp lực lớn như vậy. Như có cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn liên tục công kích hắn, loại tình huống này, làm sao đi? Chẳng lẽ, không phải leo lên? Đi vòng một hồi, liên tục thí nghiệm mấy chỗ, đều là kết quả tương đồng, lên không được nửa mét, liền bị áp bách xuống, Trương Huyền đành phải dừng lại, mày nhíu lại thành cục. Không phải leo lên, lại không có con đường, làm sao đi lên? Khó trách bọn người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên không cách nào thông qua, quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Nếu là núi sách, trước nghiên cứu một chút là sách gì, có lẽ có thể tìm ra mấu chốt. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn sang thư tịch, tinh thần khẽ động, mấy trăm quyển sách thu vào thư viện, ngón tay điểm một cái, vô số kiến thức chảy vào trong óc. Những sách vở này, công pháp, võ kỹ, nhân văn, địa lý, tinh tượng, xem bói. Đủ loại đều có, rất nhiều chức nghiệp ở trên đại lục, tựa hồ cũng ẩn chứa ở bên trong. Phần phật, vừa cảm thụ một lần. Chỉ thấy núi sách nhẵn bóng như gương trước mắt, bất ngờ xuất hiện một hàng bậc thang, đại khái mấy bậc. Trương Huyền sững sờ. Vừa rồi xoay thật lâu, cũng không thấy thứ này, làm sao chỉ nhìn mấy trăm quyển sách, liền xuất hiện. Chẳng lẽ, đọc sách có thể thấy được con đường? Thử một chút. Nghĩ đến điểm này, lại không do dự, con mắt nhìn quanh bốn phía. Hoa lạp lạp lạp. Vô số thư tịch xuất hiện ở trong thư viện, không đến 10 phút đồng hồ, liền thu thập mấy vạn bản. Chương 3365, tâm cảnh đột phá cổ thánh. 2. Nhẹ nhàng điểm một cái, kiến thức chảy xuôi ở trong óc, hai mắt nhắm nghiền, hắn vừa tiêu hóa, liền cảm thấy sơn phong trước mắt lay động, một hàng bậc thang đột nhiên xuất hiện, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Quả nhiên, thấy quả nhiên liên quan đến đọc sách, tiêu hóa kiến thức, mắt Trương Huyền sáng lên. Người khác nhìn nhiều thư tịch như vậy, dù có thể dùng thần thức liếc nhìn, khẳng định cũng sẽ phát điên, tinh thần hỗn loạn. Hắn không giống, liếc mắt nhìn qua, thư viện tự động thu nhận, sửa sang lại, chuyển hóa thành ký ức. Về thời gian, mảy may không lãng phí, cũng sẽ không để người trong óc hỗn loạn. Hắn hiện tại, giống như một cái máy tính mạnh mẽ, núi sách to lớn trước mắt, đối với người khác mà nói, cần ký ức, trầm tư suy nghĩ, không ngừng đọc thuộc lòng, mà đối với hắn, copy là được. Phần phật, bước lên cầu thang, tiếp tục nhìn thư tịch bốn phía, kiến thức chảy vào trong óc. Kèm theo nhìn sách càng nhiều, cầu thang từng tầng hiện lên, Trương Huyền từng bước đi lên. Thông qua tiến lên, hắn cũng phát hiện, bình thường nhìn 100 bản thư tịch, sẽ xuất hiện một bậc thang. Cũng chỉ có hắn có thể nhìn sách như vậy, đổi lại những người khác, một mực đọc sách. Cho dù là cổ thánh, khẳng định cũng đã sớm điên rồi. Đi không biết bao lâu, cúi đầu nhìn lại, phía dưới mây mù vây quanh, chỉ thấy một cầu thang nghiêng cắm ở giữa mây trắng, bốn phía đất trời mênh mông. Dường như chỉ còn lại có hắn cô độc. Nhìn nhiều sách như vậy, vẫn không có đến đỉnh núi, bất kỳ người nào tâm lý cũng sẽ không chịu nổi. Trương Huyền cảm xúc một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Hắn có thiên đạo thư viện cường đại như vậy, đi đến nơi này, cũng nhìn hơn nửa ngày, những người khác đi đến nơi này, không có mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, tuyệt đối không làm được. Mấy trăm năm. Một mực đọc sách, không có cái gì, chỉ là cô độc liền sẽ để người tâm tính mất cân bằng, cổ thánh cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Hô! Tiếp tục đi vài bước, một lát sau, Trương Huyền bất đắc dĩ. Đi đến nơi này, cần nhìn 1000 bản mới có thể xuất hiện một bậc thang. Trước đó cũng có chút khó kiên trì, độ khó lần nữa tăng thêm gấp 10 lần, tương đương với cọng rơm giả cuối cùng đè lạc đà. Bất quá, độ khó đối với người khác mà nói, là tăng lên. Đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là quá trình phỏng chế, không có cái gì. Tiếp tục đi về phía trước, lại đi hồi lâu, giờ phút này đã đạt tới nhìn 1000 bản thư tịch, mới có thể xuất hiện một bậc thang. Biết cũng sắp đến phần cuối, Trương Huyền không có từ bỏ, mà tăng thêm tốc độ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy đỉnh núi xuất hiện ở trong tầm mắt. Núi sách có chuyên cần làm đường, xem ra khổng sư khảo nghiệm là lĩnh ngộ kiến thức, cùng chăm chỉ. Trương Huyền cảm xúc, than thở một tiếng.
đọc sách mới có thể lên núi, nhìn càng nhiều, bò càng cao, không riêng gì rèn luyện tinh thần, càng là Khổng Sư cảnh cáo hậu bối. Là muốn nói cho hậu nhân, tu luyện, đánh đến cuối cùng, không phải thiên tư, mà là văn hóa. Nội tình văn hóa đầy đủ, mới có thể đối với tu luyện, đối với thiên đạo có lĩnh ngộ cùng lý giải sâu hơn, mới có thể nắm giữ lòng dạ càng thêm bao la tiếp nhận sự vật mới mẻ, mới có thể càng đi càng xa, thành tựu càng ngày càng cao. Giống như 72 thánh, Khổng Môn Thập Hiền. Thiên tư của bọn hắn coi như không bằng Khổng Sư, có Khổng Sư tự tay bồi dưỡng, tay nắm tay truyền thụ phương pháp tu luyện. Điều kiện nhất định so với người sau hậu đãi hơn nhiều. Nhưng thành tựu còn xa không thể so sánh với Khổng Sư. Chỉ có một khả năng, chính là ở trên kiến thức, bọn họ kém xa Khổng Sư, văn hóa hạn chế tiến bộ. Khổng Sư, năm đó định thượng, trung, hạ, rất nhiều chức nghiệp, thoạt nhìn đối với tu vi không có chỗ khác biệt gì, trên thực tế chính là loại rèn luyện này, mới để cho hắn lòng bao dung thiên hạ, tiến lên càng xa. Răng rắc. Những ý niệm này ở trong lòng chảy xuôi, đột nhiên trong óc vang lên thanh âm trứng gà vỡ, lại như mạ phá bùn đất, nghênh đón ánh nắng. Tâm cảnh, đột phá 29, 9. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, con mắt thả ra hào quang chói sáng. Chương 3366, Xuân Thu Đại Điển xuất hiện 1. Tâm cảnh của Trương Huyền, trước đó liền đạt đến 29. 99, khoảng cách cuối cùng đột phá, chỉ kém một bước. Vốn định mượn bồ đề thụ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, không nghĩ tới, nhìn xong nhiều thư tịch như vậy, trực tiếp vượt qua cổ thánh 30. 0, 30.1, 30, 2, 30, 3. Thời gian nháy mắt liền đạt đến 31 tháng 9, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Trong nháy mắt, tăng lên tiếp cận 2, 0 khắc độ, ầm ầm, tâm cảnh bạo tăng, toàn bộ trong óc cuốn lên gió lốc. Giống như thổ dân sinh ra ở nông thôn, đi vào đô thị phồn hoa, khắp nơi xa hoa trụy lạc, khắp nơi oanh ca yên vũ, hoa mắt, tư tưởng cũ mới phát sinh đối đầu, sinh mệnh giống như có bản chất thay đổi. Trước đó, chiêu số, công pháp không thể nào hiểu được, giờ khắc này ở trong đầu nhanh chóng thôi diễn, trở nên đơn giản, dễ dàng, lại không nghi vấn khó xử. Không chỉ như vậy, còn có thể cảm ngộ đến cổ thánh lực tồn tại, thậm chí có thể điều động, dùng để rèn luyện thân thể. Sửa đổi cấp độ sinh mệnh bản thân. Nói cách khác, có loại năng lực này, tỷ lệ đột phá cổ thánh gia tăng thật lớn. Khó trách nói, tâm cảnh đột phá, cổ thánh mới có cơ hội. Cảm nhận được loại biến hóa này, Trương Huyền giật mình. Trước đó cha có nói, đột phá cổ thánh rất nhiều điều kiện, chú trọng tâm cảnh, hiện tại xem ra quả thế. Nếu như so sánh cổ thánh như đại môn, tâm cảnh đột phá, tương đương với cửa xuất hiện khe hở, chỉ cần lực lượng đầy đủ. Tùy thời có thể tiến vào bên trong, hưởng thụ phong cảnh bên trong. Nói cách khác, giờ phút này nếu hắn đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lại thêm thượng cổ thánh huyết đầy đủ mà nói, hoàn toàn có thể thừa thế xông lên, đạt tới cổ thánh cảnh. Tuy còn không có đạt tới loại cảnh giới này, nhưng giờ phút này, ngụy trang cổ thánh đã không người có thể nhìn ra, cổ thánh áp bức cũng không gây thương tổn được. Trương Huyền mỉm cười. Mặc dù cách cảnh giới cao nhất của danh sư đại lục, còn kém không biết bao xa. Nhưng tâm cảnh đột phá, phối hợp thuật ngụy trang, cho dù giả dạng làm cổ thánh, cũng không có người có thể nhìn ra, thậm chí khí tức cổ thánh áp bức, cũng không gây thương tổn được. Sảng khoái tinh thần, ý niệm thông suốt, trước đó đọc sách quá nhiều, mang tới tâm tình tiêu cực, cũng quét sạch sành sanh. Tiếp tục, thừa thế xông lên, con mắt liên tục đảo qua núi sách, vô số thư tịch, từng quyển rơi vào thiên đạo thư viện, biến thành kiến thức của hắn. Rất mau tới đỉnh núi. Nơi này cũng không có gì đặc thù, chỉ có một cái bệ đá, đi tới trước mặt, bàn tay tới đụng. Ầm ầm, lần nữa bị ánh sáng bao phủ, giống như trước đó, biến mất tại chỗ. Không có núi sách, cũng mất thư tịch, xuất hiện ở trước mắt chính là một chiếc thuyền con, cùng một vùng biển mênh mông. Nằm ở trên thuyền con, kèm theo thủy triều, không ngừng lay động, từ xa nhìn lại, hải dương không biết rộng rãi dường nào, chung quanh không nhìn thấy phần cuối. Trời xanh cùng đại dương giao hòa, không biết nơi nào có phương hướng, lại nên đi nơi nào. Núi sách có chuyên cần làm đường, biển học không bờ khổ làm thuyền. Trương Huyền cảm xúc một câu, không còn bối rối như trước đó, ngược lại có loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra đây chính là biển học. Trước đó là núi sách, cần đọc sách mới có thể hình thành cầu thang, chậm chạp tiến lên, biển học trước mắt, phỏng đoán cũng là đạo lý tương đồng, không học tập,
thuyền không có khả năng tiến lên, vĩnh viễn tìm không thấy bỉ ngạn. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mạn thuyền, tấu vang lên chương nhạc, như ma âm to rõ. Chương 3367, Xuân Thu Đại Điển xuất hiện 2. Sóng lớn khuấy động, giống như một bộ đan thanh nồng đậm. Dưới mặt nước, vô số bầy cá dạo chơi, tạo thành từng đạo tin tức đặc thù, giống như đang diễn biến lấy một loại trận pháp nào đó. Nhìn một hồi, Trương Huyền chậm chạp chìm đắm trong đó. Thế sự thấu hiểu đều là học vấn, thiên hạ vạn vật, cũng có thể làm cho người tăng thêm trí tuệ, ngửa đầu xem vũ trụ, nhìn xuống loài cá bơi lội, mặt biển trước mắt tràn ngập kiến thức, kết hợp sở học ở núi sách, trong nháy mắt có loại cảm giác dung hội quán thông. Thuyền phiêu lưu, tâm của Trương Huyền cũng theo dòng nước, trở nên càng thêm yên tĩnh, linh hồn càng thêm mênh mông. Đủ loại kiến thức tràn vào trong đầu, thời khắc này Trương Huyền tựa như một bọt biển khô quắt, không ngừng thôn phệ dòng nước. Không biết qua bao lâu, thân thể chấn động, đứng dậy, thư họa, ma âm, luyện khí, thuần thú, khải linh, y sư, trận pháp. Trước đó học qua rất nhiều chức nghiệp, toàn bộ phản pháp quy chân, đạt đến cửu tinh. Giờ phút này, coi như không cần xin tổng bộ danh sư đường, cũng có thể nhẹ nhõm khảo hạch 9 loại phụ tu, trở thành danh sư cửu tinh chân chính. Thậm chí, ở trên chức nghiệp lý giải, đuổi sát Khổng sư năm đó, vượt xa cái gọi là thiên tài, hội trưởng. Chức nghiệp càng học càng nhiều, trong óc cũng càng ngày càng tỉnh táo. Hô! Liên tục học không biết bao nhiêu chức nghiệp, thời điểm cảm giác không chỗ không tinh, không gì không hiểu, lại có ánh sáng bao phủ, mở mắt lần nữa, phát hiện vẫn đứng ở trong thông đạo, từ rời đi nơi này, đến trở về, thời gian trôi qua 2 phút mà thôi. Đã trải qua núi sách, biển học, mang đến cho hắn một cảm giác, ít nhất 10 ngày, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ngoại giới chỉ là thời gian ngắn như vậy. Thật đúng là hoàng lương nhất mộng. Quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy Lạc Thất Thất cùng 2 vị danh sư khác vẫn đứng tại chỗ, thân thể không ngừng lay động, hình như vẫn thừa nhận rèn luyện, không tỉnh táo lại. Lạc Nhược Hy đâu? Nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Theo hắn cùng một chỗ đi vào 6 người, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, không có thông qua khảo hạch, bị truyền tống ra bên ngoài, hiện tại Lạc Thất Thất cùng 2 người còn lại đều ở đây, làm sao chỉ có Lạc Nhược Hy không thấy tung tích? Chẳng lẽ, không có thông qua khảo hạch, bị truyền tống đi? Trong lòng đang kỳ lạ, trong tai thanh âm tượng Khổng sư vang lên lần nữa. Thông qua khảo hạch, xin tiếp tục đi tới, đi ra thông đạo, liền có thể nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển. Luyện hóa, sẽ có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Tìm được Đại Điển lại nói. Nghe được thanh âm này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lại, nhanh chóng dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Đã trải qua núi sách. Biển học rèn luyện, tâm cảnh đạt tới cổ thánh, cảm giác áp bách của thông đạo đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian không dài, đi tới cuối thông đạo. Đồng dạng là cái phong ấn, ngăn trở tu luyện giả tiến lên. Bàn tay Trương Huyền run lên, tiểu phù phù xuất hiện trên không trung, nhẹ nhàng tới đụng một cái, phong ấn từ từ mở ra một cái khe, thân thể đi vào. Ngay sau đó, một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong đại điện, một cái bệ đá vắt ngang ở giữa, một quyển sách đặt trên đó, tản mát ra hào quang sáng chói. Trang bìa thư tịch, dùng cổ ngữ viết 2 chữ Xuân Thu, mặt ngoài dường như có thời gian chảy xuôi, để cho người ta nhận không ra, quyển sách này, đến cùng nằm ở quá khứ hay tương lai, cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào khe hở thời gian, rời xa hiện tại. Đây là Xuân Thu Đại Điển. Ánh mắt sáng lên, nắm đấm Trương Huyền siết chặt, đang muốn xông tới, nghĩ biện pháp luyện hóa. Liền nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trên bệ đá, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, cầm Xuân Thu Đại Điển lên. Nhược Hy. Nhìn rõ ràng bóng người, Trương Huyền sửng sốt. Chương 3368, Lạc Nhược Hy, Cổ Thánh. 1. Xuất hiện ở trên bệ đá, lấy thư tịch đi, không phải người khác, chính là vừa rồi biến mất không thấy ở trong thông đạo, Lạc Nhược Hy. Vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài không phải có phong ấn. Không có truyền thế mẫu phù không cách nào đi vào ư. Nàng làm sao so với mình còn đi vào sớm hơn. Mấu chốt nhất là, hắn nắm giữ thiên đạo thư viện, có thể xem xong vô số thư tịch, chẳng lẽ đối phương cũng làm được điểm ấy, thông qua được khảo hạch. Ầm ầm, những nghi ngờ này, còn không có suy nghĩ ra, kèm theo Xuân Thu Đại Điển bị cầm, thoát ly bệ đá, toàn bộ khổng miếu không ngừng lay động, phảng phất như mất đi bảo vật trấn áp, không chịu nổi hư không mang tới lực lượng. Dầm. Chủ điện sụp đổ,
vô số lực lượng như thủy triều tuôn vào thư tịch. Lạc Nhược Hy ở trên bệ đá, mảy may không bị ảnh hưởng, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Vô số đạo ánh sáng từ trong thư tịch chiếu xạ ra, Khổng Sư tự tay luyện chế chí bảo, dường như muốn thoát ly bàn tay của nàng, lại bất kể như thế nào cũng không làm được. Đung đưa kịch liệt, không gian bốn phía bóp méo, phong cấm chủ điện ầm ầm rạn nứt. Xuân Thu đại điển xuất thế. Nhanh, khẳng định là có người muốn luyện hóa. Ai đạt được, là Trương Huyền, hay là hậu bối của ta? Từng tiếng gào thét vang lên, vô số bóng người xuất hiện. Chính là rất nhiều cổ thánh canh giữ ở ngoài chủ điện. Trước đó bọn họ bị giới hạn Khổng Sư lưu lại phong ấn, chỉ có thể ở bên ngoài chờ, giờ phút này Xuân Thu đại điển chấn động, chủ điện sụp đổ, phong cấm phá hoại, cũng không kìm nén được, toàn bộ vọt vào. Là nữ hài kia, Lạc Nhược Hy, nhìn thấy thân ảnh nắm chặt Xuân Thu đại điển, tất cả mọi người đều sững sờ. Lấy Trương Huyền biểu hiện, Xuân Thu đại điển bị hắn lấy được tỷ lệ rất lớn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại là nữ hài này, đi theo phía sau hắn, thoạt nhìn không tính đặc biệt thu hút. Ngươi không có cách nào luyện hóa, cho ta đi. Thấy thư tịch thả ra hào quang chói sáng, Bạch Tôn Giả hưng phấn đến con mắt thấu hồng, cũng kìm nén không được, móng vuốt nâng lên, bỗng nhiên bắt đến Lạc Nhược Hy. Cẩn thận! Không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, cổ thánh cũng xuất hiện, vẻ mặt Trương Huyền khó coi, vừa định xông tới cứu người, đột nhiên nhìn thấy nữ hải cách đó không xa, lông mày đột nhiên nâng lên. Ầm ầm, khí tức cường đại từ trên người bắn ra, đâm thẳng không trung, lực lượng cuồn cuộn, ở bên ngoài thân tạo thành một bức tường phòng ngự cường đại. Bành, móng vuốt của Bạch Tôn Giả rơi vào trên tường phòng ngự, không có lưu lại một chút dấu vết, thậm chí ngay cả phá hỏng cũng không làm được. Đây là cổ thánh lực. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Trong nháy mắt này, nữ hài thi triển ra, lại là lực lượng cổ thánh mới có thể thi triển, còn cường đại hơn Bạch Tôn Giả. Xì xì xì. Thi triển ra thực lực cổ thánh, Xuân Thu đại điển dường như lại không cách nào phản kháng. Nguy rồi, nàng muốn luyện hóa, tuyệt không thể để nàng thành công. Vẻ mặt Nhan Thanh cổ thánh đột nhiên biến đổi, lên tiếng hét lớn. Thanh âm còn không có kết thúc. Một thanh phương thiên họa kích phá không mà đến, thẳng tắp đâm tới Lạc Nhược Hy. Không gian cùng thời gian, ở dưới một kích này, đều phảng phất như đình trệ, khe hở không gian thật lớn, tràn lan lên vạn cây số, dữ tợn đáng sợ. Cổ thánh tu vi tích huyết trùng sinh, đương đại có thể xưng cao nhất, vừa ra tay, liền thi triển ra lực lượng hủy diệt thiên địa. Cỗ lực lượng này, còn không có tới gần, Trương Huyền cách Lạc Nhược Hy rất gần, liền cảm thấy xương cốt cả người giống như sắp bị đập vụn. Kim thân được chí tôn thiên hỏa thiêu đốt qua, ở dưới loại áp lực này yếu ớt giống như đồ chơi. Thời điểm sắp không kiên trì nổi, Lạc Nhược Hy tay cầm Xuân Thu đại điển, tay ngọc nhẹ nhàng run lên. Chương 3369, Lạc Nhược Hy, cổ thánh. 2. Một đạo quang mang ôn nhuận lập tức bao phủ, cả người thoát khỏi vòng chiến. Xì xì. Giờ phút này phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lạc Nhược Hy. Vẻ mặt nữ hài không thay đổi. Một tay cầm chặt Xuân Thu đại điển, tay còn lại nhẹ nhàng điểm một cái. Lấy đầu ngón tay điểm về phía vũ khí hủy thiên diệt địa kia. Ông! Người sau quay tròn, Nhan Thanh cổ thánh hơi đỏ mặt, không thể kiên trì được nữa, phương thiên hỏa kích rời khỏi tay, cả người cũng phun mạnh máu tươi, bay ngược ra. Cái này! Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng Lạc Nhược Hy cùng hắn không kém nhiều, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Là cổ thánh, hơn nữa mạnh mẽ như vậy. Một chỉ đánh bay Nhan Thanh cổ thánh, chẳng lẽ đã vượt qua tích huyết trùng sinh, đạt đến cảnh giới phá toái hư không? Nếu thực như thế, nàng đến cùng từ đâu tới? Phần phật, thời điểm nghi ngờ, chỉ thấy không gian sau lưng nữ hài, giống như giấy nứt ra, xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Nàng muốn chạy trốn, lại không ra tay, Xuân Thu đại điển liền thật biến thành của nàng. Thấy cảnh này, Nhan Thanh cổ thánh lần nữa hét lớn. Mới vừa rồi mọi người còn có chút do dự, cũng kìm nén không được, đồng thời ra tay. Rầm. Phía trước Dục lão quỷ đột nhiên xuất hiện một đôi quỷ thủ, phá không bắt đến. Phương thiên hỏa kích của Nhan Thanh cổ thánh lần nữa xoay một cái, đâm nhanh ra. Móng vuốt của Bạch Tôn Giả tản mát ra hàn quang, thời không đều trong nháy mắt dừng lại. Tất cả cổ thánh của tam đại thế lực đồng loạt ra tay, thiên địa phảng phất như đi vào hỗn độn. Ánh sáng bóp méo, thế giới biến thành đêm tối. Cổ thánh quá cường đại, nhất là nhiều như vậy đồng thời ra tay,
toàn bộ danh sư đại lục cũng có thể sẽ bị đánh chìm. Các ngươi làm như vậy, hỏi qua Trương Hoàng Thiên ta chưa? Mắt thấy công kích muốn rơi vào trên người Lạc Nhược Hy, một tiếng tức giận vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm khí huy hoàng, trong nháy mắt chém nát không gian chung quanh Lạc Nhược Hy, nghênh đón đám người. Trương Hoàng Thiên, ngươi đừng phạm hồ đồ, nàng không phải là người của danh sư đường các ngươi. Nhan Thanh Cổ Thánh gào thét, bàn tay bỗng nhiên ép xuống. Phương Thiên Hỏa kích cùng mũi kiếm đụng một cái, Trương Hoàng Thiên kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch. So với người mạnh nhất của chư tử Bách Gia, hắn còn kém một đoạn dài. Hắn là người yêu của hậu bối ta, đó chính là người Trương gia chúng ta. Trương Hoàng Thiên cũng không nhận thua, trường kiếm lần nữa giơ lên. Bất quá, hắn một người thực lực mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nhiều danh sư như vậy liên hợp vây công, huống chi thực lực của Nhan Thanh Cổ Thánh vượt xa hắn. Tê Lạp, lực lượng liên hợp mà đến, tiếp tục hạ xuống đỉnh đầu của Lạc Nhược Hy. Nữ hài vẫn một tay nắm chặt Xuân Thu Đại Điển, không biết lúc nào mới có thể luyện hóa thành công, có điều bị nhiều lực lượng bao phủ như vậy, căn bản chạy trốn không xong. Lạc Nhược Hy, mắt thấy nữ hài sắp bị nhiều người vây công đánh trúng, Trương Huyền gào lên một tiếng, vừa định tế ra ngoan nhân, thi thể cổ thánh cùng yêu dị huyền đao hỗ trợ ngăn cản, liền thấy một đạo đao mang, thẳng tắp từ đằng xa bổ tới. Còn chưa tới trước mặt, ánh sáng nhật nguyệt liền bị thu hút, không gian cũng không chịu nổi. Tiểu thư, người an bài đã chuẩn bị xong, những công kích này, ta thay ngươi ngăn cản. Hô! Một thần trước đó biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 3370, một thần chân thực thân phận 1. Tốt, ngươi thay ta ngăn cản một hồi, ta triệt để luyện hóa Xuân Thu Đại Điển. Lạc Nhược Hy gật đầu, lực lượng toàn thân tập trung lại, điên cuồng vọt tới thư tịch. Một thần gật đầu, cũng không nhiều lời, đao mang tiếp tục chém ra. Rầm rầm rầm, rất nhiều cổ thánh công kích, toàn bộ rơi vào trên đao mang, vẻ mặt một thần trở nên ngưng trọng, đao phong thi triển ra như thủy triều, tuy lui về phía sau mấy bước, lại đơn thương độc mã ngăn tất cả công kích ở bên ngoài, nhiều cường giả như vậy liên hợp, bị hắn chặn lại, không có một tia khí tức dư thừa tiết ra ngoài, từ đó làm bị thương Lạc Nhược Hy. Thật mạnh, Trương Huyền ngây người, loại chiến đấu cấp bậc này, đã không phải hắn có thể nhúng tay. Chỉ là một thần này, không phải vừa mới đột phá ư. Làm sao nhiều người liên hợp như vậy, Hoàng Thiên Tiên Tổ cũng đỡ không nổi, bị hắn tùy tiện cản lại. Hơn nữa chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, không bị thương. Đây rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ cũng đạt tới tích huyết trùng sinh? Lạc Nhược Hy, vừa nãy ra tay chặn lại Nhan Thanh Cổ Thánh, liền rất đáng sợ, vậy mà Ngột Thần cũng tùy tiện làm được. Trong nháy mắt, để hắn có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Xem ra hai người này vẫn luôn giấu giếm hắn. Rốt cục xuất hiện, bày trận. Nhìn thấy Ngột Thần chặn lại, Nhan Thanh Cổ Thánh cũng không kỳ lạ, ngược lại lông mày dương lên. Ông! Trong nháy mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía trong nháy mắt tuôn ra vô số ngôi sao, bao phủ toàn bộ khổng miếu ở bên trong. 72 thánh, liên hợp luyện chế ra trí bảo mạnh nhất, thiên cung tinh thần đồ. Các người vậy mà dẫn tới nơi này. Vẻ mặt Ngột Thần lập tức thay đổi. Đưa tinh thần đồ đến nơi này, lặng lẽ sắp đặt, chính là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, ngày hôm nay, liền là giờ chết của ngươi. Nhan Thanh Cổ Thánh cười lạnh, cổ tay rung lên. Rầm, ánh sáng tinh thần bao phủ, không gian nghiền nát sau lưng Lạc Nhược Hy chậm chạp khép lại, thời gian không dài, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm nhận được không gian bốn phía ngưng kết, Trương Huyền lấy ra Long Cốt Thần Thương, đâm nhanh về phía trước, lúc này mới phát hiện, không gian đã cứng rắn như sắt. Thực lực của hắn vậy mà xé rách không ra. Nói cách khác, trước đó có thể làm được xuyên toa không gian rời đi, mà bây giờ bị tinh thần bao phủ, lại không cách nào trốn. Phong cấm lại không gian, Nhan Thanh Cổ Thánh giống như cự nhân khống chế tinh không, hướng về phía trước điểm một cái. Rầm, một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp giáng về phía Ngột Thần. Tinh thần thoạt nhìn không lớn, lại mang theo uy năng hủy diệt thiên địa. So với Nhan Thanh Cổ Thánh toàn lực đâm ra Phương Thiên Hỏa Kích còn muốn đáng sợ, còn chưa tới đến trước mặt, không gian xung quanh một thần tựa như muốn sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Phá! Thấy thứ này cường đại như vậy, vẻ mặt một thần khó coi, trường đao trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi dính đầy lưỡi đao. Trường đao lấp lánh ra tia sáng yêu dị, uy lực đại tăng, lăng không vẩy lên, không gian vỡ vụn. Tinh thần rơi xuống va chạm, lập tức bị đánh thành hai nửa.
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Liên tục lui về sau 7, 8 bước, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, khuôn mặt một thần trắng bệch. Hiển nhiên, lần này xem như hắn, cũng tiêu hao rất nhiều, có chút không chịu nổi. Ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy cái. Thấy hắn chặn lại một viên, Nhan Thanh Cổ Thánh cười lạnh, lần nữa chỉ ra. Dầm. Lại một viên tinh thần từ trên trời giáng xuống. Biết tiểu thư luyện hóa xuân thu đại điển, một thần không dám lùi bước, mà hít sâu một hơi, thu đao đứng đó. Chương 3371, một thần chân thực thân phận 2. Đã như vậy, ta cũng không có gì phải giữ lại. Lần này cũng không sử dụng trường đao, mà cổ tay rung lên, một bộ xương cánh tay thẳng tắp xông lên trên. Khung xương vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra khí tức nồng đậm, càng bay lên trên, trở nên càng to lớn, thời gian qua một lát, che khuất bầu trời, giống như thiên địa có thể một tay bao phủ. Răng rắc, tinh thần rơi xuống, cùng khung xương tiếp xúc, liền tan thành mây khói. Bóp nát tinh thần, vẫn không có ngừng lại, tiếp tục xông lên bầu trời, lăng không lôi kéo, tinh thần đầy trời không ngừng lay động, thiên cung tinh thần đồ vậy mà tựa hồ có chút không chịu nổi. Thật mạnh, khung xương cũng lợi hại như vậy, khi còn sống lợi hại bao nhiêu. Đám người Trương Hoàng Thiên sửng sốt, rất nhiều cổ thánh của danh sư đường cũng thử người ra. Lực lượng của tinh đồ, bọn họ thân là cổ thánh, cảm thụ cực kỳ sâu sắc, coi như dùng hết toàn lực cũng không thể phá vỡ không gian ràng buộc, chớ nói chi là hủy diệt tinh thần. Hai cánh tay kia, nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể để tinh thần lay động, chẳng phải nói thực lực của khung xương vượt qua tích huyết trùng sinh. Khí tức này, không giống đám người khiếp sợ, thân thể Trương Huyền chấn động. Trước mắt khung xương cánh tay này, cho hắn một loại khí tức quen thuộc. Là ngoan nhân. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Cánh tay phải trên không kia, thiếu một cái xương ngón tay, hơn nữa khí tức hết sức quen thuộc, tuyệt sẽ không sai, chính là ngoan nhân. Xương tay của ngoan nhân, làm sao lại ở trong tay một thần? Hơn nữa tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời trong đầu loạn như ma, rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Còn chưa động thủ, chẳng lẽ nước đã đến chân, nửa đường bỏ cuộc. Nhan Thanh phun ra một ngụm máu tươi, lên tiếng hét lớn. Hắn duy trì lấy tinh đồ vận chuyển, khung xương thật muốn hắn xé ra, phản vệ cũng có thể để hắn vẫn lạc. Đương nhiên sẽ không. Trước đó Dục lão quỷ, cùng mấy vị cổ thánh dị linh tộc một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, đồng thời bay tới. Cái này, thân thể chấn động, mặt mũi Trương Huyền khó tin. Từ đối thoại có thể nghe ra. Chư tử bách gia Nhan Thanh cổ thánh, vậy mà cùng Dục lão quỷ có quan hệ hợp tác. Nói cách khác, chư tử bách gia cùng dị linh tộc liên thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không riêng gì hắn, đám người Trương Hoàng Thiên cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Muốn nói thống hận dị linh tộc, chư tử bách gia tuyệt đối không kém danh sư đại lục, vì sao lại liên thủ? Phần phật, cổ tay Dục lão quỷ khẽ đảo, một cái áo xuất hiện trên không trung. Trước đó xương cánh tay lôi kéo tinh đồ, cảm nhận được áo thu hút, đột nhiên ngừng lại. Tiếp tục động thủ. Sắc mặt một thần nghiêm túc, la lên một tiếng, lần nữa cắt đầu ngón tay, máu tươi bay lên, kết quả khung xương vẫn không nhúc nhích, hình như ngủ say. Bạc Dục, người cái đồ vật ăn cây táo rào cây sung, vậy mà liên thủ với chư tử bách gia, không sợ ta chém đầu ngươi sao? Liên tục khống chế, phát hiện khung xương lại không cách nào động đậy, một thần siết chặt nắm đấm. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dục lão quỷ, tức sắp nổ tung. Kha kha, có thể chém đầu ta hay không, liền nhìn ngươi có thể trở về hay không lại nói. Dục lão quỷ không có chút sợ hãi nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, khom người đến cùng. Hơn nữa, ngươi nên rõ ràng, chân chính muốn mạng ngươi, không phải ta, mà là thần linh hoàng. Có phải không Dung Hoàng bệ hạ? Dung Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ? Thân thể Trương Huyền cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó tin. Một thần này là, dị linh tộc thần Dung Hoàng. Chương 3372, dị linh tộc đệ nhất hoàng giả 1. Thần Dung Hoàng, một trong ba đại hoàng giả dị linh tộc, hơn nữa là đế hoàng thực quyền nhất, tất cả mọi chuyện trong tộc đều thuộc về hắn quản lý, mệnh danh dị linh tộc đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Thế nào lại là đồng tử theo sau lưng, một mực xưng hô mình là thiếu gia? Nếu như là hắn, như vậy Lạc Nhược Hy mà hắn coi là tiểu thư, lại sẽ là thân phận gì? Trương Huyền lạnh cả người, đã không dám suy nghĩ. Trước đó liền nghe nói, hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc đến danh sư đại lục, làm thế nào cũng không tìm được, nằm mơ cũng không nghĩ đến,
vậy mà ở bên cạnh hắn, hóa thân thành một hạ nhân. Linh Hoàng. Tuy trong lòng đã có đáp án, chân chính nghe được, ánh mắt của thần Dung Hoàng một thần vẫn khó coi, nắm đấm siết chặt, mang theo tức giận. Ba đại hoàng giả, ở chung không biết bao nhiêu năm, xưa nay nội đấu ngược lại cũng thôi, thông đồng người khác đối phó bản thân, đã phản bội chủng tộc. Nghĩ đến cái này, cũng nhịn không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thanh Cổ Thánh cách đó không xa. Xem ra chư tử Bách gia cùng bọn hắn đã sớm liên hợp. Đồng ý thần Linh Hoàng, không chỉ có thể diệt trừ hoàng giả mạnh nhất dị linh nhất mạch, càng có thể đổi lấy 300 năm bình yên, sao lại không làm? Nhan Thanh Cổ Thánh thản nhiên nói, trên mặt không có chút sóng lớn nào. 300 năm bình yên. Thần Linh Hoàng đã đồng ý chư tử Bách gia, chỉ cần phối hợp diệt trừ ngươi, trong vòng 300 năm, dị linh tộc sẽ không đi chủ động công kích. Nhan Thanh Cổ Thánh nói. Thì ra là thế. Thần Dung Hoàng cắn răng. Khó trách chư tử Bách gia cùng dị linh tộc không đội trời chung, còn có thể bình yên ở chung, liên thủ đối phó bản thân, náo loạn hồi lâu, là có điều kiện trao đổi. Hắn là hoàng giả mạnh nhất linh tộc, một khi tử vong, toàn bộ linh tộc thực lực sẽ tổn thất lớn, trong 300 năm không khôi phục được, đồng ý không tấn công, thật ra thì cũng là một loại bảo vệ mình. Chỉ bất quá, không tấn công người khác, chẳng lẽ có thể bảo đảm chư tử Bách gia, danh sư đường sẽ không nhân cơ hội tiêu diệt linh tộc. Nói như vậy, ban đầu ở phong cốc thành thiên cơ đường, các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn mai phục ta. Thần Dung Hoàng lần nữa nói. Lúc trước chúng ta lấy xương ngực ngoan nhân làm mồi nhử, dẫn dụ ngươi ra tay, sau đó mượn thiên cơ đường che đậy thiên cơ, che lấp rất nhiều khí tức cổ thánh, vốn cho rằng có thể tùy tiện chém giết, lại không nghĩ rằng bị người phá hủy. Bạc Dục hừ lạnh một tiếng, nhìn Trương Huyền cách đó không xa. Lúc trước ở thiên cơ đường, mai phục mấy vị cổ thánh, là đợi thần Dung Hoàng tự chui đầu vào lưới, kết quả tên này không biết làm sao xông ra, mấu chốt nhất là. Vừa ra tay liền chém giết một vị cổ thánh. Ngay cả chạy trốn cũng không làm được, trực tiếp dọa tất cả mọi người không dám tiếp tục ra tay. Cái này, nghe được những sự tình này, Trương Huyền rốt cuộc minh bạch. Khó trách người chư tử Bách gia muốn ngang nhiên cướp đoạt xương ngực ngoan nhân, náo loạn hồi lâu, là vì thu hút một thần qua. Hắn nắm giữ cánh tay ngoan nhân, đối với xương ngực nhất định có cảm ứng đặc thù, dùng cái này tới thu hút, quả thực không cách nào kháng cự. Còn về sau, khung xương bị thiên đạo chi thư thôn phệ. Hắn lại không nói thêm cái gì, có lẽ liên quan đến Lạc Nhược Hy. Nếu không, đường đường hoàng giả, cũng không có khả năng xưng hô một tiểu nhân vật là thiếu gia. Nói như vậy, thời điểm đi Bạch Khê Sơn, tìm kiếm truyền thế mẫu phù, các ngươi cũng đã liên thủ. Thần Dung Hoàng nói tiếp. Bạch Khê Sơn, đi theo ba người Nhan Thiết, trong đó một vị chính là dị linh tộc, lúc ấy liền cảm thấy kỳ lạ, mới cáo từ tiểu thư trở về điều tra, cũng báo tin đội ngũ tấn công nhân tộc đình chỉ công kích. Chỉ bất quá không có tra ra cái gì, liền phát giác được khung xương ngoan nhân xuất hiện, vội vàng đuổi tới. Chương 3373, dị linh tộc đệ nhất hoàng giả 2. Không sai. Nhan Thanh Cổ Thánh cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Rất tốt. Muốn hỏi thăm đã hỏi xong, con mắt thần Dung Hoàng đóng lại, ngay sau đó bỗng nhiên mở ra, một vòng xoáy khổng lồ từ trong con mắt xoay tròn, như là vực sâu. Xem ra Linh Hoàng muốn giết ta rất lâu. Có điều, chỉ bằng các ngươi. Giết ta, không dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Kèm theo thanh âm kết thúc, thân ảnh giống như đồng tử chậm rãi tăng cao, sát lục chi khí trên người càng lúc càng nồng nặc, mấy hơi thở liền khôi phục bộ dáng dị linh tộc, đầu đội vương miện, người mặc kim long trường bào, nhất cử nhất động có phong thái cùng uy nghiêm hoàng giả. Quả nhiên là thần Dung Hoàng. Trường kiếm bên hông Trương Hoàng Thiên không ngừng nhảy múa, tựa như lúc nào cũng sẽ không bị khống chế lao ra. Vị hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc này, tuy hắn chưa thấy qua, nhưng đã sớm nghe tin đồn, cái này giống nhau như đúc. Không chỉ hắn khiếp sợ, cổ thánh khác cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mang theo cảnh giác. Người có tên, cây có bóng. Dị linh tộc đệ nhất hoàng giả, lực uy hiếp quá lớn, cho dù thực lực của bọn hắn đạt đến cao nhất đại lục, vẫn như cũ rõ ràng, người trước mắt này, tuyệt không phải người đông thế mạnh liền có thể đối phó. Tận mắt thấy một thần khôi phục chân thân. Biến thành dị linh hoàng giả, Trương Huyền nói không ra lời. Cường giả dị linh tộc khác, lấy thực lực cổ thánh, ngụy trang thành nhân loại sẽ bị danh sư đường phát giác, nhưng hắn tự mình cảm thụ qua Lạc Nhược Hy, phù lục ngụy trang thần kỳ, biết năng lực thứ này. Nếu quả thật cho thần Dung Hoàng một cái, đừng nói ngụy trang thành đồng tử, coi như ngụy trang thành dương sư,
chỉ sợ danh sư Đường cũng không thể phân biệt ra được thật giả. Loại bùa chú này thật đáng sợ, sau khi ngụy trang, huyết mạch cũng điều tra không ra, huống chi cái khác. Cái này cũng giải thích, Đường Đường hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc, vì sao đến nhân tộc, nhưng thủy chung tìm không ra. Còn nhân tộc, trừ tử Bách gia, vì sao biết hắn đã rời phong ấn, tiến hành bố cục, mai phục, chỉ sợ liên quan đến vu hồn sư. Nghe những tin tức này vào trong tai, Trương Huyền cũng coi như triệt để vuốt thuận sự tình. Hẳn là vu hồn sư ẩn giấu ở trong dị linh tộc, phát giác thần dung hoàng rời đi, lặng lẽ đưa tin cho tưởng gia đưa cho tin tức trừ tử Bách gia, sau đó mới có bố cục hiện tại. Hiện tại duy nhất không hiểu là, Lạc Nhược Hy đến cùng có thân phận gì? Lại ở trong đó giữ vai trò như thế nào? Chúng ta biết không dễ dàng như vậy, có điều ngày hôm nay người muốn đi, gần như không có khả năng. Thấy hắn khôi phục chân thân, Nhan Thanh Cổ Thánh biết lập tức sẽ đối mặt một hồi đại chiến, nuốt hai viên đan dược, khôi phục tổn thương trong cơ thể, phương thiên hỏa kích trong tay giơ lên, trong mắt mang theo sát khí. Trừ tử Bách gia cùng cổ thánh dị linh tộc, cũng đồng thời giơ lên vũ khí. Bố cục rất lâu, chỉ vì giờ khắc này. Tộc nhân muốn giết ta, trừ tử Bách gia cũng muốn ta chết. Ha ha! Thần Dung Hoàng hét dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Hoàng Thiên cùng cổ thánh danh sư Đường. Các ngươi thì sao? Thần Dung Hoàng, cha ta, huynh trưởng của ta đều bị dị linh tộc giết chết, ta sớm đã cùng các ngươi không đội trời chung, nếu ngươi là hoàng giả mạnh nhất, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi. Thân nhân hảo hữu của chúng ta, đều chết ở trên tay các ngươi, ông trời có mắt, ngày hôm nay, coi như vẫn lạc ở đây, cũng muốn giết ngươi, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Đạo lữ của ta, bị ngươi khi đó một đạo đao khí chém giết biến thành cho bụi, ngày hôm nay có thể tự tay báo thù, chết cũng đáng. Mấy vị cổ thánh của danh sư Đường đồng thời đi về phía trước, trên người sát khí đằng đằng. Chương 3374, Luyện hóa Xuân Thu Đại Điển 1. Dị linh tộc cùng nhân tộc ân oán, đã duy trì liên tục vài vạn năm. Người thân, bằng hữu chết ở trên tay hai bên, nhiều vô số kể, sớm đã không đội trời chung, tuyệt không phải mở miệng, nhân nghĩa có thể hóa giải. Giờ phút này, hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc bị vây khốn ở đây, cổ thánh danh sư Đường sao có thể bỏ qua cơ hội. Trương Hoàng Thiên, người thì sao? Thấy những người này muốn vây công bản thân, Thần Dung Hoàng cũng không ngoài ý muốn, lần nữa nhìn tới. Trương gia ta cùng dị linh tộc, chiến đấu không dưới trăm tràng, cha của ta, tổ phụ, tăng tổ, các đời tiền bối, chết ở trên tay các ngươi nhiều vô số kể. Trong tay ngươi, dính đầy máu tươi người Trương gia ta, ngày hôm nay, tuy lấy nhiều khi ít, không quá quang minh lỗi lạc, thắng mà không vẻ vang gì, nhưng đây là báo thù, không phải công bằng quyết đấu, xem như khổng sư biết cũng sẽ không trách tội. Trường kiếm từ bên hông nhảy ra, Trương Hoàng Thiên nhìn về bóng người phía trước, trong mắt ẩn chứa đại nghĩa. Sư xuất nổi danh, danh sư muốn chiến đấu, liền phải cho ra một lý do thích hợp, như vậy mới có thể dũng cảm tiến tới, quyết không lùi bước. Hoàng Thiên tiên tổ, thấy hắn cũng muốn động thủ, Trương Huyền nhịn không được mở miệng. Nhiều người như vậy vây công, bốn phía lại có tinh thần đồ, chỉ sợ lần này Thần Dung Hoàng thật rất khó thoát. Tuy không có hảo cảm gì với dị linh tộc, nhưng một thần một mực theo bên người, đi theo làm tùy tùng, giờ phút này bị nhiều người như vậy vây công. Vẫn còn có chút không tiếp thu được. Dị linh tộc, không đáng đồng cảm. Biết hắn muốn nói cái gì, Trương Hoàng Thiên xua tay. Nhiều năm chiến tranh, hai đại chủng tộc sớm đã không cách nào trung lập. Nếu như không có vị đệ nhất hoàng giả này, dị linh tộc khẳng định sẽ trở thành một đoàn cát vụn, không cách nào đối kháng nhân loại. Như vậy, tương đương với giải quyết đại họa nhiều năm. Nguyên nhân chính là như vậy, trừ tử Bách gia mới không tiếc vận dụng nhiều cổ thánh đến đây như vậy. Thậm chí ngay cả cướp đoạt Xuân Thu Đại Điển cũng xếp ở vị trí thứ hai. Rất tốt, vậy các ngươi thì sao? Thấy ba thế lực liên thủ, Thần Dung Hoàng lần nữa nhìn về phía đám thánh thú cách đó không xa. Hai chúng ta không giúp đỡ, cũng không muốn lẫn vào. Chỉ muốn đạt được Xuân Thu Đại Điển. Bạch Tôn giả nói, ai cũng không giúp, vậy thì mời lui ra phía sau, nếu không quyền cước không có mắt, ở trong vòng chiến, ai cũng không bảo đảm có thể bị giết hay không. Thần Dung Hoàng cười lạnh, trường đao trong tay run lên, phát ra thanh âm nghẹn ngào, lại không nói nhảm, lông mi nâng lên, khí tức trên người đột nhiên tỏa ra, cho người ta một loại cảm giác như vực sâu. Ngụy trang thành một thần, dùng lực lượng danh sư mới có thể sử dụng, giờ phút này khôi phục bản tôn, vận dụng sát lục chân khí của dị linh tộc, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng không chỉ một lần.
Động thủ. Thấy khí tức của hắn, lập tức liền muốn tích góp đến cao nhất, biết lại không ra tay, càng khó có thể giết chết. Phương thiên hỏa kích trong tay Nhan Thanh Cổ Thánh run lên, lăng không phóng tới. Đi. Quỷ trảo của Bạc Dục vạch phá không gian. Hai đại cao thủ công kích, hóa thành hai đạo quang mang một đen một trắng, như lưu tinh đâm nhanh. Đến hay lắm. Thần Dung Hoàng khôi phục bản tôn gào lên một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, đồng thời trường đao trong tay thẳng tắp chém tới. Tê lạp. Tinh thần đồ giam cầm không gian, xuất hiện một vết rách đen kịt, đao mang cùng hai công kích đối đầu, phương thiên hỏa kích cùng quỷ trảo giống như bóng chảy bị quất bay, bay ngược ra. Thần Dung Hoàng bước ra, lực lượng cuồn cuộn, biển mây sôi trào, ở dưới trường đao, cổ thánh khác công kích liền bị ngăn ở bên ngoài, lần nữa bổ về phía Nhan Thanh. Lần này, lực lượng phong tỏa hư không, coi như Nhan Thanh cổ thánh đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh, cũng không cách nào tránh né. Ông, ngay thời điểm người mạnh nhất của chư tử Bách Gia sắp bị chém giết, một đạo kiếm mang đột phá thời gian, không gian hạn chế, xuất hiện ở phía trước, nếu như không ngăn cản, coi như có thể chém giết Nhan Thanh cổ thánh, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Thần Dung Hoàng đao giơ lên. Đinh 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 đinh. Mưa kiếm không ngừng bên tai, Trương Hoàng Thiên đạp bước mà đi, tựa như một vị kiếm tiên. Nhìn thấy chiến đấu như vậy, Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt. Chương 3375, Luyện hóa Xuân Thu Đại Điển 2. Không hổ là cường giả cao nhất siêu cấp đại lục, nhất cử nhất động, đều mang theo pháp tắc, hắn may mắn cách xa vòng chiến, nếu không khẳng định sớm đã bị xé thành bột phấn, không còn sót lại chút cặn nào. Thần Dung Hoàng cường đại đến cực hạn, mặc dù bị nhiều người vây công, vẫn ung dung có độ, không bối rối chút nào. Bành! Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên một tiếng rên lên, ngay sau đó, một bóng người từ không trung rơi xuống. Có cổ thánh chết đi. Là dị linh tộc chưa tử cảnh. Nhìn thấy thi thể, Trương Huyền nhận ra được, chính là một thuộc hạ của Dục Lão Quỷ, nắm giữ tu vi cổ thánh tầng thứ hai. Đây chính là đồ tốt. Biết thi thể loại cấp bậc này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Trương Huyền đi tới trước mặt, long cốt thần thương vẩy một cái. Phần phật. Thu vào chữ vật giới chỉ. Mới vừa lấy đi thi thể này, lại một cổ thánh chưa tử cảnh rơi xuống. Không chỉ người dị linh tộc chết, cường giả của chư tử Bách Gia cũng bắt đầu vẫn lạc. Ngay sau đó là danh sư đường. Thi thể dị linh tộc có thể thu, chư tử Bách Gia cùng danh sư đường lại không thể đi động. Dù sao hắn cũng là danh sư. Bất quá thi thể không thể nhận, trong chiến đấu cổ thánh huyết tự nhiên tung bay, để hắn thu không ít. Kèm theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cổ thánh chết cũng càng ngày càng nhiều. Không đến 10 phút, hơn 20 cổ thánh, còn thừa lại không đến một nửa. Bất quá thời khắc này Thần Dung Hoàng, đã vết thương chồng chất, thương thế không nhẹ. Nhan Thanh cổ thánh cùng Trương Hoàng Thiên, trên người cũng tràn đầy vết thương dữ tợn, miệng lớn thở hổn hển, cũng không dễ dàng a. Ngược lại Dục Lão Quỷ thương thế nhẹ nhất. Cũng không phải thực lực hắn mạnh, mà là cực kỳ gian xảo, tấn công chính diện đều bị hai người phía trước thừa nhận. Không hổ là dị linh tộc đệ nhất hoàng giả, không nghĩ tới chúng ta nhiều người như vậy liên hợp, cũng tổn thất thảm như vậy. Lần nữa nhìn về phía Thần Dung Hoàng, trong giọng nói của Trương Hoàng Thiên mang theo bội phục. Vốn cho rằng đã đứng ở đỉnh phong thế giới, không nghĩ tới nhiều người liên hợp, cũng bị giết nhiều như vậy. Các ngươi cũng không yếu, bất quá chỉ là loại thực lực này mà nói, ngày hôm nay muốn giết ta, chỉ sợ không làm được. Thần Dung Hoàng chống đao mà đứng, khí phách không giảm. Ngày hôm nay coi như chết, cũng kéo ngươi chôn cùng. Trương Hoàng Thiên cắn răng. Vậy thì thử một chút. Thần Dung Hoàng cười lạnh, đang muốn tiếp tục, đột nhiên cảm thấy không gian tinh đồ vây khốn không ngừng lay động. Ầm ầm, thiên địa giống như bị xé nứt ra, một đạo quang mang trắng tinh xuyên thấu qua tinh đồ chiếu rọi tới, một tế đàn to lớn chậm rãi hiện lên. Quang mang thẳng tắp bao phủ Lạc Nhược Hy đang luyện hóa Xuân Thu Đại Điển. Thành công. Ánh mắt Thần Dung Hoàng sáng lên. Trước đó hắn rời quảng trường, chuẩn bị rất lâu, chính là chuẩn bị thứ này, nhìn thấy thành công, cũng kìm lại không được hưng phấn. Tê lạp. Quang mang tế đàn chiếu rọi Lạc Nhược Hy, nàng vốn đạt tới cổ thánh, giống như lần nữa mở ra phong ấn, trở nên càng thêm bàng bạc to lớn. Lực lượng như vậy bao phủ xuống, Xuân Thu Đại Điển chống lại không được, trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Chương 3376, Nhược Hy rời đi 1. Hô! Xuân Thu Đại Điển bị luyện hóa, thời gian nháy mắt rơi vào lòng bàn tay nữ hài, mất đi tung tích, giống như bị lấy đi.
Xì 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 xì. Lực lượng lạc nhược hy bạo tăng, tinh thần đồ giam cầm không được, bốn phía xuất hiện vết rách to lớn. Những vết rách này không biết lan ra đến nơi nào, đen như mực, tựa như cửa địa ngục. Vết rách vừa xuất hiện, một lực cắn nuốt to lớn không ngừng lôi kéo nữ hài, thật muốn kéo nàng đi. Lông mày nữ hài nhíu một cái, vẫy tay, tế đàn trên bầu trời bay tới, từ từ nhỏ dần rơi vào dưới chân. Đứng ở trên tế đàn, lúc này mới chống cự được lực lượng thôn phệ, tạm thời không bị nuốt mất. Trương Huyền. Ổn định thân hình, ánh mắt nữ hài xuyên thấu qua khoảng cách nhìn lại. Nhìn nàng đứng ở trên tế đàn, thân thể Trương Huyền cứng đờ, trong đầu một hình bóng chậm rãi dung hợp, lập tức liền muốn nổ tung. Ngươi là, dị linh tộc, linh thần. Khó trách, ban đầu ở Khâu Ngô Cung, nhìn thấy bóng lưng linh thần cũng có chút quen thuộc, ở thế giới băng tuyết, lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ là loại cảm giác này, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là. Lạc Nhược Hy. Nàng không phải cường giả chư tử bách gia, cũng không phải thánh thú biến hóa, mà là linh tộc chí cao vô thượng nhất, linh thần. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói, ngươi không phải dị linh tộc sao? Trong nháy mắt, Trương Huyền cảm thấy tim mình như bị vô tình xé nát. Hắn chuyên môn hỏi thăm qua thân phận, đối phương nói, bản thân không phải dị linh tộc, cũng sẽ không làm ra sự tình tổn thương danh sư. Chẳng lẽ, một mực lừa gạt mình? Đối phương có loại thân phận nào, địa vị gì, hắn có thể không quan tâm, nhưng không thể tiếp nhận nhất bị lừa gạt và lợi dụng. Ta không phải dị linh tộc, mà là linh thần, còn nguyên nhân. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, hốc mắt Lạc Nhược Hy đỏ lên, đang muốn giải thích, liền thấy vết rách sau lưng lần nữa mở rộng, lực lượng thôn phệ càng ngày càng không khống chế được. Lực lượng kia sôi trào gào thét, toàn bộ khổng miếu cũng bắt đầu đung đưa, thậm chí danh sư đại lục cũng xuất hiện rung động. Sức mạnh của ta vượt qua phạm vi thế giới này có thể thừa nhận, không cách nào ở lại, nếu không toàn bộ danh sư đại lục sẽ bởi vậy hủy diệt. Nhìn thấy tình huống trước mắt, ánh mắt Lạc Nhược Hy lộ ra đau thương. Tạm biệt, Trương Huyền, có thể biết ngươi, ta rất vui vẻ. Thật, vô cùng vui vẻ. Phần phật, bóng tối đi tới trước mặt, bắt đầu thôn vệ thân ảnh nữ hài. Lạc Nhược Hy giống như lâm vào bồn mực, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi còn không có giải thích, vì sao lại là linh thần. Nhìn thấy bóng tối lập tức kéo nàng đi, Trương Huyền nhìn không được nữa, bàn tay run lên, yêu dị huyền đao xuất hiện, bàn chân dẫm lên trên, bỗng nhiên vọt tới. Đi tới trước mặt, đưa tay bắt lại bàn tay nữ hài, muốn từ trong bóng tối lôi kéo nàng ra, lại bất kể như thế nào cũng không làm được. Bóng tối trước mắt, liền giống như động không đáy, người rơi vào trong đó không cách nào quay đầu, dù là cổ thánh cũng không được. Không cần uổng phí sức lực, thế giới có quy tắc thế giới, ta cưỡng ép lưu lại, chỉ có thể mang đến tai nạn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ hài nắm chặt Trương Huyền bàn tay. Tin tưởng ta không, ta chưa hề lừa ngươi. Cảm thụ lòng bàn tay nhu hòa, mang theo mềm mại nhàn nhạt, tựa như một dòng nước nóng tràn vào thân thể, Trương Huyền biết nữ hài chưa hề nói dối, cũng nhịn không được nữa. Ta về sau nên làm sao mới có thể tìm được ngươi? Đi vào bóng tối không biết tên, thật muốn ly biệt, chính là vĩnh viễn. Hắn không muốn vĩnh viễn ly biệt, chỉ muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp, không có duyên, gặp chỉ làm cho ngươi tổn thương. Ánh mắt mịt mù, Lạc Nhược Hy lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, thanh âm nhẹ nhàng. Chương 3377, Nhược Hy rời đi 2. Tạm biệt, người yêu của ta. Hô! Tiếng nói kết thúc, nữ hài triệt để bị bóng tối nuốt mất. Không! Trương Huyền gào lên, vội vàng xông về phía trước, tính toán xông vào, lại cảm thấy đụng phải vách tường, bị bắn trở về. Không có khả năng! Bàn tay run lên, yêu dị huyền đao xuất hiện, bỗng nhiên bổ tới. Đinh đinh đinh, tia lửa văng khắp nơi. Khe hở trước mắt nhẹ nhõm thôn vệ Lạc Nhược Hy, đối với hắn mà nói, vậy mà còn đáng sợ hơn cổ thánh chí bảo, không phá được mảy may. Yêu dị huyền đao chém ở phía trên, như bông vải chém sắt thép, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Hô, Lạc Nhược Hy đi vào, khe hở càng ngày càng nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không, giống như mất đi bản thân, trường đao của Trương Huyền không ngừng chém lung tung. Đáng tiếc, yêu dị huyền đao mạnh hơn, vết rách cũng sẽ không xuất hiện, hình như vừa rồi tất cả là huyễn cảnh. Chủ nhân, không cần chém, người yêu của ngươi nhất định là từ thế giới mạnh hơn tới, thực lực không đạt tới, không có khả năng phá vỡ thế giới cấm chế.
Một thanh âm vang lên bên tai. Tâm cảnh vận chuyển, từ trong trạng thái nóng nảy khôi phục lại, Trương Huyền hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Thế giới mạnh hơn. Nói chuyện chính là ngoan nhân. Muốn nói nhận thức đại lục, khẳng định càng có ngữ quyền hơn mình. Không sai, khi ta còn sống liền phát hiện, còn có không gian càng thêm ổn định hơn thế giới này, có sinh mệnh càng cường đại hơn. Linh tộc chúng ta, vô cùng có khả năng chính là từ loại thế giới này bị trục xuất xuống. Dường như khôi phục một chút ký ức, thanh âm ngoan nhân vang lên. Chỉ bất quá, thế giới này giam cầm cực kỳ cường đại, cần lực lượng cực mạnh mới có thể phá vỡ, dù là ta khi đó, đã nắm giữ thực lực phá toái hư không, vẫn không cách nào làm được. Phá toái hư không cũng không làm được, chẳng phải đại biểu không người có thể hoàn thành. Trương Huyền cắn răng. Phá toái hư không, là cấp bậc cao nhất của cổ thánh, như vậy cũng không làm được, lại có ai có thể hoàn thành. Ta không làm được, không có nghĩa là không người có thể hoàn thành. Đoán không sai, Khổng sư làm được. Ngoan nhân nói. Khổng sư. Không sai, căn cứ lịch sử của danh sư đại lục, Khổng sư còn chưa tới tuổi thọ đại nạn liền biến mất. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ngủ say, hoặc có phương pháp đặc thù kéo dài, làm sao lại tung tích gì cũng không tìm được. Cái này. Trương Huyền lặng im. Trước đó Khổng sư biến mất, hắn không có ngẫm nghĩ, giờ phút này nhìn thấy Lạc Nhược Hy bị bóng tối thôn phệ, biết có vị diện cao hơn, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ này. Có lẽ, hắn giống như Lạc Nhược Hy, thực lực đột phá thế giới này hạn chế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Nguyên nhân chính là như vậy, mới đi lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả hậu thế cũng không có ghi chép. Khổng sư có thể đi vào, ta cũng nhất định có thể. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền cắn chặt hàm răng. Bất kể như thế nào, cũng phải tìm được Lạc Nhược Hy, Khổng sư đã có thể đột phá thế giới ràng buộc, hắn nhất định cũng có thể. Linh thần đi, ta cũng cáo từ. Bên này ngầm hạ quyết định, cách đó không xa đám người thần dung hoàng cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, dị linh tộc đệ nhất hoàng giả cười to một tiếng, thân thể nhảy lên, lập tức phóng ra ngoài. Vừa rồi lực lượng của Lạc Nhược Hy quá mạnh, đã triệt để chấn vỡ tinh đồ giam cầm. Chương 3378, hai đại hoàng giả đến một. Chạy đi đâu? Nhan Thanh cổ thánh gào thét, phương thiên họa kích hóa thành lưu quang. Trương Hoàng Thiên cũng hướng về phía trước, cả người biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, phá không mau chóng đuổi theo. Nhân kiếm hợp nhất. Thấy hai đại cao thủ công kích, phong cấm không gian, cưỡng ép chạy trốn làm không cẩn thận sẽ ngã vào thời không loạn lưu, không rõ sống chết, thần dung hoàng không để ý tới chạy trốn. Quay người lại, trường đao trong tay lần nữa bổ ngang xuống. Lực lượng song phương ở trên trời đối đầu, ba đại cao thủ lần nữa phun ra máu tươi, bay ngược ra. Luân phiên chiến đấu, đều là dầu hết đèn tắt, có thể kiên trì đến bây giờ, tất cả dựa vào một cỗ ý niệm chống đỡ. Thù hôm nay, tương lai nhất định sẽ trả. Cố nén thương thế trong cơ thể, thần dung hoàng đứng dậy, dường như cảm ứng được cái gì, lại không để ý tới chém giết hai người, cắn răng một cái. Trường đao trong tay điểm hư không một cái, một lối đi tối thui xuất hiện, thân thể lay động, thẳng tắp nhảy ra ngoài. Nếu như mặc cho hắn nhảy vào thông đạo, chẳng khác nào cá bơi biển cả, hổ vào thâm sơn, còn muốn bắt lại đã không thể nào. Nhan Thanh cổ thánh cắn chặt hàm răng, phương thiên hỏa kích trong tay run rẩy, muốn phong tỏa không gian, chỉ thấy thông đạo kéo dài ra xa đột nhiên ngừng lại, thần dung hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn, như cá mắc cạn, vô luận nhảy lên như thế nào, cũng không thể rời đi. Dung Hoàng, đừng có đi gấp, lão bằng hữu tới, làm sao cũng phải trò chuyện một hồi a. Ngay sau đó một thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong hư không, hai thân ảnh cao lớn đi ra. Hai người này, quần áo tương tự thần Dung Hoàng, trên trán đều mang vương miệt, trên người sát lục chi khí nồng đậm như mực, nhìn lên một cái, làm người ta như rơi xuống địa ngục. Chẳng lẽ là, hai vị hoàng giả khác? Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Nhìn quần áo. Cùng lực lượng huyết mạch trên người, có thể đoán ra, hai người này chính là thần linh hoàng cùng thần tinh hoàng muốn chém giết thần dung hoàng. Không nghĩ tới hai vị hoàng giả này cũng rời dị linh tộc, tự thân đến nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, đã sớm ẩn giấu ở xung quanh, linh thần không có rời đi, một mực không dám xuất hiện. Động thủ với ta, linh thần đã biết ngọn nguồn, chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy hai người, thần dung hoàng kìm nén không được. Dâu tóc nâng lên, trường đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Rầm. Đao mang xé rách không gian, tuy uy lực cực lớn, nhưng vì bị thương nặng, ở trước hai đại hoàng giả,
liền không đáng chú ý. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, thần linh hoàng liền ngăn đao mang ở bên ngoài. Dung hoàng không cần kích động, huynh đệ chúng ta chỉ là tâm sự, có giết hay không, quá tầm thường. Lại nói, coi như linh thần biết chúng ta muốn giết ngươi. Giờ phút này nàng quay về linh thần điện, cũng là ngoài tầm tay với. Lại nói, thần là không có tình cảm, chẳng lẽ ngươi thật đơn thuần cho rằng, đường đường thần linh, sẽ vì ngươi ra mặt. Khóe miệng thần linh hoàng nâng lên, vẻ mặt thương hại nhìn qua. Nàng chỉ là mượn tay ngươi, tìm xuân thu đại điển mà thôi, chẳng lẽ thật cho rằng sẽ coi trọng ngươi. Ngươi, biết hai vị này ở đây, khẳng định trốn không thoát, vẻ mặt thần dung hoàng bình phục, lần nữa đứng thẳng sống lưng, tựa như một cây giáo, giữa hai lông mày mang theo ác liệt không thể xâm phạm. Xưa nay ta đối đãi các ngươi không tệ, vì sao muốn phản bội? Vì sao muốn phản bội? Chương 3379, hai đại hoàng giả đến hai. Thần linh hoàng hừ lạnh. Ngươi quá nghe theo mệnh lệnh của tân nhiệm linh thần trước kia chỉ cần chúng ta hiến tế danh sư, liền sẽ ban tặng vô số bảo vật, nàng cho chúng ta cái gì? Hơn nữa còn không cho chúng ta tấn công. Không tấn công, chẳng lẽ muốn hàng ngàn vạn linh tộc chúng ta, một mực tử thủ ở loại địa phương này? Linh thần dặn dò, ngươi cũng dám vi phạm. Không nghĩ tới nguyên do căn bản nhất ở đây, thần dung hoàng cao mày. Còn tưởng rằng là bất mãn với hắn, góp gió thành bão, đạt tới tình trạng không thể điều tiết, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà nguyên nhân căn bản nhất ở linh thần. Linh thần không cho bọn họ tấn công, là tránh linh tộc bị thương tổn, cũng là một loại bảo vệ đối với tộc nhân, vì sao đến trong miệng đối phương, ngược lại thành ràng buộc. Linh thần dặn dò, đương nhiên không dám vi phạm, nhưng giết ngươi, ta chính là hoàng giả mạnh nhất linh tộc. Chỉ cần ta nguyện ý, còn không phải nói cái gì là cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, linh thần sẽ lần nữa xuống dò xét? Xuyên qua thế giới, không dễ dàng như vậy, coi như thần linh cũng sẽ bị phản vệ không thể chống lại, nếu không cũng sẽ không ở danh sư đại lục, tu dưỡng trọn vẹn hơn nửa năm. Thần linh hoàng cười lạnh, lông mày dương lên. Yên tâm đi, ngươi chết rồi, ta sẽ trình báo linh thần, ngươi bị đám người chư tử bách ra cùng danh sư đường liên hợp chém giết. Thời điểm ta chạy tới cứu người, đã chậm, trước khi hấp hối, truyền vị trí đệ nhất hoàng giả cho ta, để cho ta thống lĩnh toàn bộ chủng tộc. Sau đó, ta sẽ lấy sinh mệnh của ngươi, khích lệ tộc nhân, tìm nhân tộc báo thù. Ngươi, thân thể thần dung hoàng run rẩy. Cái tên này mưu kế rất hay, tất cả đều ở trong tính toán. Vốn còn nghĩ, thật dám giết mình, thuộc hạ của mình khẳng định sẽ báo thù, hiện tại xem ra, bộ ỉa đổ cho chư tử bách ra cùng danh sư đường. Không những hắn không có việc gì, còn có thể gây nên nhiều người giận dữ, từ đó thỏa mãn dã tâm của hắn. Thần linh hoàng, người đừng quên ước định với chúng ta. Nghe nói như thế, nhan thanh cổ thánh cũng biến sắc, nhịn không được nói. Vốn cho rằng giết thần dung hoàng, dị linh tộc nguyên khí đại thương, không nghĩ tới chủ chiến phái chân chính, là vị thần linh hoàng này, dung hoàng thật muốn chết rồi, nhân tộc cùng đối phương chiến đấu, sợ rằng sẽ càng thêm nhiều lần, lại khó mà khống chế. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, bất quá có phải 300 năm hay không, liền không nhất định. Thần linh hoàng cười lạnh. Nếu như nhân tộc đạt được xuân thu đại điển, trở về trốn 300 năm không có gì, nhưng đại điển bị linh thần mang đi, nhân tộc cái gì cũng không có vớt không nói, hiện tại cổ thánh của chư tử bách gia cùng danh sư đường đều bị trọng thương. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là cơ hội lớn nhất. Ngươi có ý tứ gì? Đồng tử nhan thanh cổ thánh co rụt lại. Phương thiên họa kích trong tay nâng lên. Rất nhiều cổ thánh khác cũng tích tụ chung một chỗ, sợ tên này lại đột nhiên ra tay. Một hoàng giả dị linh tộc, liền giết bọn họ hầu như toàn quân bị diệt, tên này lại ra tay, nhất định sẽ lần nữa rơi vào nguy cục. Không có ý tứ gì, nếu liên minh, liền không khả năng ra tay với các ngươi, nếu không ta cũng sẽ bị thệ ước phản phệ. Yên tâm đi, hai tộc chúng ta đằng sau làm như thế nào, ta xử lý xong hắn, sẽ đàm phán với các ngươi. Thấy đám người nhan thanh cổ thánh một mặt cảnh giác, thần linh hoàng biết, cho dù đối phương bị thương nặng, thủ đoạn toàn bộ ra mà nói, cũng có cơ hội kéo hắn đệm lưng. Huống chi hiện tại chủ yếu nhất không phải trở mặt với nhân tộc, mà là củng cố quyền lợi của mình. Chỉ có tộc nhân chân chính toàn bộ nắm giữ ở trong lòng bàn tay, mới có tư cách suy nghĩ, tiếp tục chiến đấu hay tuân thủ ước định. Rõ ràng những sự tình này, mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Dung Hoàng. Dung Hoàng, tạm biệt. Trong tiếng hừ lạnh, bàn tay giơ lên, bỗng nhiên đập xuống. Tựa như thiên địa móc ngược,
lực lượng cường đại đến cực điểm chấn vỡ không gian, bỗng nhiên nghiền ép về phía Thần Dung Hoàng. Chương 3380, Dung Hoàng thủ đoạn 1. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thấy đối phương xé rách ra mặt sau cùng, trực tiếp động thủ, Thần Dung Hoàng giãy giụa nâng lên trường đao, lưỡi đao phá không, thời gian nháy mắt thiêu đốt ra ngọn lửa đen kịt, giống như thiên hỏa kiếp. Sĩ linh tộc Thần Dung Hoàng, võ kỹ mạnh nhất, thiên hỏa liễu nguyên. Một đao ra, thiên hỏa đến, sắc bén vô song, không có gì không phá. Hắc, dường như biết hắn sẽ ra chiêu này, Thần Linh Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, lật bàn tay, toàn lực ép xuống, không khí bốn phía liền bị ngưng kết thành thực chất. Thần Dung Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, có thể xưng dị linh tộc đệ nhất nhân, Linh Hoàng, Tinh Hoàng gộp lại, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Nhưng giờ phút này, bản thân bị trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực 10 không còn 1, mặc dù thiên hỏa liệu nguyên mạnh mẽ, nhưng uy lực đã kém xa lúc trước. Vừa cùng trường lực của đối phương tiếp xúc, lực lượng không có gì không phá, thiên hỏa hủy diệt, trường đao bay ngược ra, không biết rơi xuống nơi nào. Bành! Cả người cũng giống như đạn pháo, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, vẻ mặt trắng bệch, máu tươi phun mạnh. Bị chư tử bách ra, danh sư đường, tộc nhân, hơn 20 vị cổ thánh vây công, thương thế trên người quá nghiêm trọng, có thể sống đã là may mắn, như thế nào còn có thể chặn lại siêu cấp cao thủ thực lực tương đương hắn. Ha ha! Một chiêu đắc thủ, con mắt Thần Linh Hoàng sáng lên. Dung Hoàng, người tung hoành thiên hạ, có từng nghĩ tới, cũng có ngày hôm nay. Tiến về phía trước một bước, bàn chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn, ngửa mặt lên trời cười to. Vị trước mắt này, vô địch thiên hạ, phong quang cỡ nào, hiện tại cũng nằm ở dưới chân, sống không bằng chết. Tinh Hoàng, ta thường ngày đối đãi ngươi như thế nào, thật chẳng lẽ muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, cùng một chỗ giết ta? Chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó hôm nay, trở về sẽ coi như chuyện gì cũng không phát sinh, giống như quá khứ. Nằm trên mặt đất, bị đối phương áp chế, động một cái cũng không thể động, Thần Dung Hoàng mặt xám như tro, quay đầu nhìn về phía một vị hoàng giả khác. Ta, Thần Tinh Hoàng do dự. Hắn từ trước tới nay trung lập, lần này phản bội Dung Hoàng, cũng là bất đắc dĩ. Tinh Hoàng, từ khi chúng ta liên minh bắt đầu, người đã không còn đường lui. Một khi để hắn khôi phục, chúng ta đều sẽ chết. Thấy hắn do dự, lông mày Thần Linh Hoàng dương lên. Cái tên này, cái gì cũng tốt, thực lực cũng mạnh, nhưng thiếu hụt lớn nhất là không quả quyết. Đến loại tình huống này, sao có thể có đường lui? Thật xin lỗi, Dung Hoàng, Linh Hoàng cho ta điều kiện, không cách nào cự tuyệt. Nhớ tới thủ đoạn của vị trước mắt này, cùng đối phương đáp ứng hắn chỗ tốt, Thần Tinh Hoàng dừng lại phút chốc, hàm răng cắn chặt. Bàn tay nâng lên, thẳng tắp vỗ xuống Dung Hoàng nằm dưới đất. Lần này, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, người sau tránh né không xong mà nói, đầu sẽ nổ tung, tử vong tại chỗ. Tuy không muốn thừa nhận các ngươi phản bội, nhưng linh thần chuyên môn nhắc nhở qua ta như thế nào lại bất cẩn như vậy? Thời điểm bàn tay sắp rơi vào đỉnh đầu, Thần Dung Hoàng chẳng những không có khẩn trương, ngược lại trở nên càng ngày càng yên bình. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hai vị hoàng giả dị linh tộc đồng thời sinh ra một tia không ổn, Thần Linh Hoàng cũng nhịn không được nữa. Giết! Biết trần chờ thời gian càng dài, tỷ lệ thành công càng nhỏ, lại không để ý tới nói nhiều, cũng đập xuống. Giống như Tinh Hoàng, bàn tay còn chưa tới đầu đối phương, ngực đột nhiên đau đớn kịch liệt, ngay sau đó liền thấy hai cái xương tay, xuyên thủng hậu tâm của bọn hắn chui ra. Xương tay ngoan nhân! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.